Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 661, hy vọng. Dẫn đi cho tôi. Lạnh lùng quát một tiếng, Lý Thiếu Gia hất đầu đi thẳng ra ngoài. Hai tên đàn em của hắn cũng kéo Liễu Tuyết đi theo. Bọn họ đang muốn đi đến tầng 2. Xuất hiện ở phòng vệ sinh tầng 1 chẳng qua chỉ vì phòng vệ sinh tầng 2 đã không còn chỗ trống. Tâm trạng Lý Thiếu Gia vô cùng tốt, không ngờ bản thân đến phòng vệ sinh tầng 1 nôn mửa một lúc lại có thể gặp được một cô gái xinh đẹp như vậy. Đúng là đáng giá, chút nữa trở lại phòng, những người kia nhất định sẽ vô cùng ngưỡng mộ. Lý Thiếu Gia cứ như vậy dẫn theo Liễu Tuyết nghênh ngang đi lên tầng 2. Mọi người ở đại sảnh tầng 1 nhìn thấy vậy, đều lựa chọn giữ im lặng. Thỉnh thoảng có vài người muốn tiến lên bảo vệ chính nghĩa, nhưng cũng bị người đi cùng giơ tay ngăn lại. Cậu không muốn sống nữa à, cũng không nhìn xem người đó là ai, đó là cháu đích tôn của Lý Gia, Lý Minh Phong đấy. Ở Đông Hải, ngoại trừ các gia tộc lớn như Tôn Gia, Tô Gia, chẳng ai dám đắc tội với Lý Gia. Còn chưa nói đến việc Lý Minh Phong là cháu đích tôn Lý Gia, hắn được lão gia Lý Gia coi là người kế nghiệp tương lai của Lý Gia. Đã có những lời cảnh cáo này, không còn ai dám tiến lên ngăn cản nữa. Liễu Tuyết càng trở nên tuyệt vọng. Dĩ nhiên cô thấy được có vài người muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng lại bị người khác ngăn cản, sau đó cũng không dám nhìn qua bên này nữa. Đôi mắt Liễu Tuyết dần trở nên u ám, sao cô có thể ngờ mình chỉ đến tham gia một buổi họp lớp. Vậy mà lại biến thành bộ dạng này. Cứ đi mãi, Liễu Tuyết đột nhiên phát hiện mấy người này đã dừng bước. Liễu Tuyết trong lòng đã sớm tuyệt vọng, hờ hững ngẩng đầu nhìn về phía trước. Giây tiếp theo, Liễu Tuyết ngẩn người. Chu tiên sinh. Dường như cô nhìn thấy một anh hùng cái thế, cưỡi mây bảy màu đến cứu cô. Cô không ngờ người trong suy nghĩ của bản thân lại xuất hiện ở nơi này, xuất hiện trước mặt Lý Thiếu Gia, hơn nữa còn chặn đường hắn. Liễu Tuyết lập tức rưng rưng nước mắt. Cô không ngờ Chu Dương thật sự xuất hiện ở đây, hơn nữa còn chặn đường Lý Thiếu Gia. Phải biết rằng, ở trước mặt Lý Thiếu Gia, Hoàng Cương giống như một con chó gọi thì đến, đuổi thì đi, căn bản không dám có ý nghĩ làm trái ý hắn. Những người ở đại sảnh tầng 1 càng tránh Lý Thiếu Gia như tránh hổ dữ, sợ đắc tội với Lý Thiếu Gia thì bản thân sẽ bị liên lụy. Trong tình huống này, Liễu Tuyết tuyệt vọng, hoàn toàn cam chịu số phận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chu Dương đã xuất hiện, hơn nữa còn ngăn cản Lý Thiếu Gia. Anh bạn, không cần biết anh là ai, dám cản đường tôi ư, ai cho anh lá gan đó. Lý Thiếu Gia lạnh lùng nhìn Chu Dương đang chặn trước mặt mình. Khi thấy Chu Dương xuất hiện ở tầng 2, Lý Thiếu Gia biết, đây tuyệt đối không phải người có thân phận bình thường như những người ở đại sảnh tầng 1. Câu lạc bộ Silver Lake tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ 3 là tầng cao nhất, chỉ có ông chủ câu lạc bộ và con cháu của những gia tộc siêu lớn mạnh mới có thể đi vào. Trong Lý gia, tuy cũng có người có thể lên tới tầng 3, nhưng lại không phải hắn mà là lão gia nhà hắn. Có điều, trong những con cháu của gia tộc lớn có thể lên tới tầng 3, tuyệt đối không có Chu gia, cũng sẽ không có người như Chu Dương. Vậy thì, trong hai tầng còn lại, tầng 1 và tầng 2. Tầng 1 dĩ nhiên không cần nói nhiều, không được Lý Thiếu gia xem trọng. Còn trong tầng 2, người khiến Lý Minh Phong phải kiêng dè cũng chỉ có lác đác vài người, nhưng tuyệt đối không có Chu Dương. Chu Dương từ trên cao nhìn xuống, cứ như vậy đứng ở đỉnh bậc thang tầng 2, chắn giữa đường đi của nhóm người Lý Thiếu Gia. Anh đứng ở đây, thực lực mạnh mẽ, mấy người Lý Thiếu Gia đừng mong bước lên tầng 2 được. Liễu Tuyết, xảy ra chuyện gì vậy? Chu Dương cau mày, lạnh lùng liếc nhìn Lý Thiếu Gia, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Tuyết đang bị người ta khống chế. Chu Dương vừa nói chuyện ở tầng 3 với Trần Thế Hào và Tôn Liên, cũng đã giải quyết được một số khúc mắc của mình, cảm thấy tâm trạng tốt lên nhiều, sau đó anh mới rời đi. Nhưng Chu Dương không ngờ trên đường về, từ tầng 2 xuống dưới lại nhìn thấy một người quen. Liễu Tuyết. Chu Dương vốn đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi, lại đột nhiên phát hiện hình như Liễu Tuyết đang bị người ta khống chế. Hơn nữa, anh cũng đã nhìn thấy vài chuyện xảy ra ở tầng 1. Những người đó không dám chọc vào người khống chế Liễu Tuyết. Bản thân anh có quen biết với Liễu Tuyết, hơn nữa trong thời gian Chu Dương không ở nhà, Liễu Tuyết nhiều lần chăm sóc mẹ anh, cũng coi như người có ơn với Chu Dương. Vì vậy Chu Dương mới dừng bước, muốn hỏi xem rốt cuộc Liễu Tuyết có chuyện gì. Nếu tất cả đều là Liễu Tuyết tự nguyện, muốn dùng việc này để bước vào thế giới có đẳng cấp cao hơn thì dĩ nhiên Chu Dương sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu như Liễu Tuyết bị ép buộc, vậy thì đương nhiên anh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Chu tiên sinh, tôi... Liễu Tuyết đang chuẩn bị mở miệng cầu cứu, nhưng nói được một nửa thì dừng lại không tiếp tục nói nữa. Trước đó phản ứng của Hoàng Cương và cả những người trong đại sảnh tầng 1, đều nói cho cô biết người tên là Lý Thiếu Gia này không phải một người dễ đụng vào. Tuy Liễu Tuyết cũng rất tò mò về lai lịch của Chu Dương, cho rằng anh không phải người bình thường, chắc chắn có vài thân phận mà mình không biết. Nhưng Chu Dương so với Lý Thiếu Gia, địa vị và thân phận của ai cao hơn, bản thân Liễu Tuyết cũng không rõ. Mặc dù ông chủ Vịnh Lục Cảnh rất kính trọng Chu Dương, nhưng Liễu Tuyết biết, nếu đổi lại là Lý Thiếu Gia, ông chủ của cô nói không chừng cũng có thái độ như vậy. Vì vậy, Liễu Tuyết không muốn làm phiền Chu Dương, không muốn đem đến phiền phức cho anh, bị Lý Thiếu Gia ghi thù oán hận rồi gặp phải nguy hiểm. Tôi không sao, Chu tiên sinh, họ là bạn của tôi. Liễu Tuyết lắc đầu muốn phủ nhận. Nhưng cô còn chưa nói hết thì đã bị Lý Thiếu Gia cắt ngang. Im miệng cho ông. Lý Thiếu Gia lạnh lùng quát, quay đầu lại trừng mắt nhìn Liễu Tuyết, vẻ mặt lạnh như băng. Tôi nói hai người đang diễn kịch cho tôi xem à. Anh bạn, anh dám cản đường tôi sao? Tôi không cần biết anh là ai, anh và cô em này có quan hệ gì, nhưng chắc chắn anh sẽ không có kết cục tốt đâu. Người đâu, đuổi anh ta xuống dưới cho tôi. Lạnh lùng quát một tiếng, Lý Thiếu Gia vô cùng bất mãn ra lệnh cho đàn em của mình. Bên cạnh Lý Thiếu Gia có tổng cộng 4 tên đàn em, ngoài hai người khống chế Liễu Tuyết, còn hai người nữa cũng lập tức xông đến vây quanh Chu Dương, chuẩn bị đuổi anh xuống dưới. Cả gan chặn đường Lý Thiếu Gia, đúng là muốn chết. Thằng nhóc, cút xuống dưới cho tao. Đe dọa một tiếng, hai tên đàn em đã xông tới trước mặt Chu Dương, vùng nắm đấm về phía Chu Dương. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Liễu Tuyết trở nên trắng bệch. Hai tên đàn em này, vừa nhìn đã biết là người cao sức lớn, bản lĩnh cũng tuyệt đối không yếu kém. Chu Dương trông có vẻ hơi gầy, rõ ràng không phải là đối thủ của hai tên đàn em đó. Liễu Tuyết gần như đã cho rằng Chu Dương không phải đối thủ của bọn chúng, kết cục sẽ vô cùng thảm. Chu tiên sinh, cẩn thận. Theo bản năng, Liễu Tuyết vẫn hét lớn một tiếng, muốn nhắc nhở Chu Dương. Suy cho cùng, nếu không phải vì cô, Chu Dương sẽ không chặn đường Lý Thiếu Gia để rồi đắc tội với hắn. Chương 662, đánh bại trong một giây. Trên thực tế, không chỉ Liễu Tuyết đang lo lắng cho Chu Dương. Không ít người ở đại sảnh tầng 1 cũng đang lo lắng cho anh. Tuy bọn họ bất lực trước tất cả những gì Lý Minh Phong làm, nhưng nhìn thấy có người tình nguyện đứng ra, bọn họ vẫn vô cùng vui lòng, hơn nữa còn hy vọng có người thật sự có năng lực ngăn cản Lý Minh Phong làm việc ác. Nhưng bây giờ, trông dáng vẻ của Chu Dương không phải đối thủ của hai tên đàn em của Lý Minh Phong, trong lòng mọi người không khỏi căng thẳng. Nếu Chu Dương cũng không có cách nào ngăn Lý Minh Phong, vậy thì e rằng ở đây chẳng ai có thể ngăn được Lý Minh Phong nữa. Việc ác Lý Minh Phong làm cũng sẽ tăng thêm một việc. Đây không phải điều mọi người muốn thấy. Thằng nhóc, muốn trách thì trách mày xen vào việc của người khác, ngay cả chuyện của Lý Thiếu Gia cũng dám quản, đúng là chán sống. Lạnh lùng quát một tiếng, hai tên đàn em của Lý Minh Phong vung nắm đấm, chớp mắt đã xông đến trước mặt Chu Dương, gần như trong một giây tiếp theo là có thể hung hãn đánh bay Chu Dương ra ngoài. A. Liễu Tuyết nhắm chặt mắt không dám nhìn Chu Dương. A. Đột nhiên hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Liễu Tuyết chỉ cảm thấy hình như có thứ gì đó ở bên cạnh mình lăn xuống dưới, cô cũng đã nghe được tiếng hét kinh ngạc của mọi người ở đại sảnh tầng 1. Lẽ nào Chu Dương bị bọn họ đánh rồi? Trong lòng Liễu Tuyết kinh hãi, vội vàng mở mắt liếc nhìn, rồi lập tức trợn trừng mắt ngây người tại chỗ. Chu Dương vẫn yên ổn đứng ở phía trên chặn đường Lý Minh Phong. Hai tên đàn em của Lý Minh Phong, lúc này đều đã lăn xuống phía dưới cầu thang, co quắp vật lộn trên mặt đất, bộ dạng vô cùng thê thảm. Hai tay của một tên đàn em rũ ở hai bên cơ thể, tê liệt không còn sức lực. Một tên đàn em khác thì hôn mê bất tỉnh. Yên tĩnh. Lúc này, toàn bộ đại sảnh tầng 1 của câu lạc bộ Silver Lake đều trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều chết đứng nhìn Chu Dương. Bọn họ không ngờ Chu Dương trông có vẻ gầy yếu như vậy mà có thể dễ dàng đánh bại hai tên đàn em của Lý Minh Phong. Cùng lúc đó, vài người ở tầng 2 đã chú ý đến tình hình ở đây, cũng kinh hãi không thôi. Không ít người trong bọn họ đã nhận ra Lý Minh Phong, khiếp sợ trước thân phận của hắn. Nhưng bọn họ không ngờ thành phố Đông Hải này vẫn còn có người dám chống lại Lý Minh Phong, hơn nữa còn không phải là người của mấy gia tộc siêu lớn mạnh kia. Vào lúc này, trong lòng bọn họ đang nghĩ, Chu Dương đúng là một kẻ điên. Nếu người này không phải kẻ điên thì chính là một tên đần độn.
Suy nghĩ này đã rất nhanh xuất hiện trong đầu mọi người. Mặc dù bây giờ, Chu Dương nhìn có vẻ đã đánh bại hai tên đàn em của Lý Minh Phong, nhưng anh cũng đã đắc tội với Lý Minh Phong, tuyệt đối sẽ không có kết cục gì tốt đẹp ở Đông Hải. Lúc này, thậm chí có người đã dự đoán sau khi Lý Minh Phong về nhà, nhất định sẽ dùng tài nguyên của Lý gia, dạy dỗ Chu Dương dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, đối với Lý Minh Phong đứa cháu mà Lý lão gia luôn yêu thích, mọi người đã có thể tưởng tượng đến kết cục của Chu Dương thế nào rồi. Thời khắc này, ánh mắt mọi người nhìn Chu Dương, ngoài sợ hãi thán phục, cũng chỉ còn lại tiếc nuối không dứt. Trước nay tôi không thích tự mình ra tay, nhưng nếu có người ép tôi sẽ không ngại ra tay một lần. Chu Dương phủi ống tay áo, như thể vừa nãy ra tay đánh người, trên tay áo đã bị dính bụi. Vẻ mặt anh thản nhiên, không hề để tâm đến chuyện vừa xảy ra và cả phản ứng của mọi người. Chu Dương từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt vẫn quan sát Lý Minh Phong và Liễu Tuyết như cũ. Ngay từ đầu, Chu Dương hỏi Liễu Tuyết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu Liễu Tuyết là bị ép buộc, vậy thì nể tình quen biết, hơn nữa trước đây Liễu Tuyết cũng quan tâm chăm sóc mẹ mình, Chu Dương sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng nếu những người này là bạn của Liễu Tuyết, hoặc là Liễu Tuyết tự nguyện sa ngã, vậy thì Chu Dương sẽ không ra tay, lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ. Dù sao tất cả cũng là sự lựa chọn của bản thân Liễu Tuyết. Cô nhất định phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Nhưng chưa đợi Liễu Tuyết có phản ứng gì, Lý Minh Phong này đã buông lời hung dữ với Chu Dương, mấy tên đàn em của hắn cũng không ngừng kêu gào mắng chửi. Do đó Chu Dương đã biết Liễu Tuyết bị ép buộc. Chỉ cần biết được điều này, đối với Chu Dương là đủ rồi. Anh bạn, anh được lắm, anh có biết tôi là ai không, dám hết lần này đến lần khác đối đầu với tôi, lẽ nào anh tưởng tôi không làm gì được anh sao? Sắc mặt Lý Minh Phong trở nên u ám. Hai tên đàn em của hắn hầu như bị Chu Dương giải quyết chỉ bằng một đòn đánh, điều này khiến hắn vô cùng kinh hãi, trong lòng càng thêm kiêng dè Chu Dương. Lý Minh Phong biết mấy tên đàn em của hắn có thực lực thế nào. Không khoa trương khi nói, Lý Minh Phong biết đàn em này dù đưa vào bất kỳ sàn đấu dưới đất nào, kể cả không thể lấy được hạng nhất thì ít nhất cũng thuộc top đầu. Trước kia rất nhiều lần, Lý Minh Phong gặp phải phiền phức, đều là mấy tên đàn em của hắn ra tay giải quyết. Vậy nên mới đảm bảo Lý Minh Phong đã làm nhiều chuyện xấu mà vẫn bình an vô sự như cũ. Nhưng bây giờ, hai tên đàn em mà hắn luôn dựa vào lại bị Chu Dương đánh gục trong vài giây. Đây là một cao thủ. Lúc này, trong lòng Lý Minh Phong hết sức dè chừng. Hắn biết mấy tên đàn em của hắn đã không thể đảm bảo an toàn cho hắn nữa rồi. Nếu Chu Dương là một tên lỗ mãng không biết nặng nhẹ, ra tay tùy tiện, nói không chừng sẽ thật sự làm tổn hại đến hắn. Cho nên Lý Minh Phong quyết định nói ra thân phận của bản thân để khiến Chu Dương sợ hãi mà rút lui. Lúc đó, nói không chừng Lý Minh Phong sẽ không truy cứu trách nhiệm của Chu Dương. Thằng nhóc, mày chết chắc rồi, dám đắc tội với Lý Thiếu Gia, nói cho mày biết, Lý Thiếu Gia chính là đại thiếu gia của Lý Gia ở Đông Hải, đắc tội với Lý Thiếu Gia chính là đắc tội với toàn bộ Lý Gia. Đúng vậy, còn nữa, người phụ nữ này trông có vẻ là bạn của mày. Hay là tình nhân của mày. Nếu mày tiếp tục gây sự, cô ta mà xảy ra chuyện gì thì đều là trách nhiệm của mày đấy. Hai tên đàn em khống chế Liễu Tuyết lúc này cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, ánh mắt nhìn về phía Chu Dương tràn đầy kiêng dè. Hai người bị Chu Dương giải quyết bằng một đòn đánh kia cũng có thực lực gần như ngang bằng bọn họ. Chu Dương có thể một chiêu giải quyết hai người đó chứng tỏ rằng Chu Dương cũng có thể giải quyết hai bọn họ trong vòng vài giây. Vì vậy, hai bọn họ không thể không thận trọng. Người anh em, tôi khuyên cậu đừng nên xen vào chuyện của người khác nữa, đây là đại thiếu gia của Lý gia ở Đông Hải, là cháu trai mà Lý lão gia yêu thương nhất, nếu cậu đắc tội với người này thì căn bản cậu sẽ không thể sống được ở đất Đông Hải đâu. Đúng vậy, người anh em, mọi người đều là người có thân phận, đừng kích động vì một người phụ nữ mà làm việc khiến bản thân hối hận, lúc đó dù cậu muốn hối hận cũng không kịp nữa. Người anh em, nhân lúc Lý thiếu gia vẫn chưa định trách tội, mau chóng xin lỗi Lý thiếu gia và lập tức rời đi. Lý Thiếu Gia sẽ không trách tội cậu đâu. Ở đại sảnh tầng 1, thậm chí ngay cả không ít người ở tầng 2 cũng nháo nhào lên tiếng khuyên nhủ. Chương 663, thả người. Trong mắt họ, người giết chết hai tên đàn em của Lý Minh Phong chỉ bằng một chiêu trong tích tắc như Chu Dương, chắc chắn không phải người bình thường, thân phận địa vị chắc cũng phải ngang ngửa họ. Vậy mà anh lại xích mích, gây thù kết oán với Lý Minh Phong chỉ một người phụ nữ không văn minh như Liễu Tuyết. Quả thật không sáng suốt chút nào. Với họ, cách giải quyết tốt nhất chính là Chu Dương phải xin lỗi Lý Minh Phong.
thì chắc Lý Minh Phong sẽ bỏ qua, không truy cứu. Dù gì, hai bên cũng không xảy ra va chạm mạnh, nên không tính là gây thù kết oán. Lúc này, ngay cả Liễu Tuyết cũng thấy lời khuyên của mọi người là đúng, trong lòng cũng nảy lên ý nghĩ là cô ta đã khiến cho Chu Dương bị liên lụy, nhìn anh đầy hổ thẹn. Anh Chu, đây là chuyện của tôi, anh đừng nhúng tay vào, tôi không muốn liên lụy tới anh. Tiếng của Liễu Tuyết rất nhỏ, tâm trạng ủ rũ, đôi lúc còn thấp thoáng tiếng khóc. Danh con, mày thấy đó, cô em này đã nói rồi, chuyện này không liên quan tới mày, mày khôn hồn thì cút đi, tao sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa. Lý Minh Phong đầy đắc ý. Vừa rồi hắn chỉ nói bừa một câu, thế mà một đám người đã đứng ra nói giúp hắn, bắt Chu Dương xin lỗi. Tức là, họ đều biết Lý Minh Phong không phải là người dễ động vào. Đây chính là quyền thế, đây chính là địa vị của Lý gia ở thành phố Đông Hải. Liễu Tuyết, chẳng lẽ trong mắt cô, tôi là kẻ vô trách nhiệm vậy sao? Chu Dương lãnh đạm nói, vẻ mặt lạnh băng, nhưng khi nhìn Liễu Tuyết thì lại thoáng hiện lên tia ấm áp. Cô gái ngốc nghếch này, gặp nguy hiểm mà vẫn nghĩ cho sự an toàn của anh. Có điều, tuy Liễu Tuyết nói vậy nhưng đây không phải chuyện anh cần suy nghĩ tới. Nếu anh đã nhúng tay vào rồi, thì không có chuyện bỏ dở giữa chừng. Hay là cô nghĩ, hắn có thể làm khó được tôi? Làm liên lụy tới tôi? Giọng điệu anh nhẹ tênh, nhưng tràn đầy sức mạnh, giống như một quả bom nổ vang dội trên mặt nước phẳng lặng. Tất cả mọi người đều sững sờ. Từ Lý Minh Phong, đám người trong sảnh tầng 1, cho đến cả đám người hóng hớt ở trên tầng 2, tất cả đều trợn tròn mắt, gắt gao nhìn Chu Dương. Có người, mặt đầy biến sắc, trầm ngâm nhìn Chu Dương. Có người thì coi thường, cho rằng Chu Dương đang khoe mẽ làm màu, là kẻ vô trách nhiệm. Còn có người lại nghĩ Chu Dương là một kẻ ngốc, trong mắt họ, nếu Chu Dương nói ra những lời như vậy thì cũng chẳng khác mấy kẻ ngu si đần độn là bao. Nên biết, Lý Minh Phong là cháu trưởng của Lý gia ở thành phố Đông Hải. Là cháu trai mà Lý lão gia thương yêu nhất, là cháu cưng của ông ta. Còn Lý gia ở thành phố Đông Hải này, làm trong ngành ngoại thương ở khắp thành phố Đông Hải nên cũng tích góp được một gia sản lớn, tuy không bằng các gia tộc bậc nhất như Tô gia, Tôn gia, nhưng vẫn là một gia tộc không thể khinh thường. Vậy mà hiện giờ Chu Dương lại nói, Lý Minh Phong không thể làm khó được anh. Câu này, nếu để đám người hiểu độ cường mạnh của Lý gia biết, chắc chắn sẽ cười rơi răng. Danh con! Mày chọc tức tao rồi đó, tao thề, dù giờ mày có quỳ xuống xin lỗi nhận sai, tao cũng không tha cho mày, tao khuyên mày, tốt nhất là nên rời khỏi câu lạc bộ Silver Lake, không thì kết cục của mày sẽ là làm mồi cho cá ở sông Hoàng Phổ ăn. Vẻ mặt hắn dữ tợn, đôi mắt đỏ lòm, nhìn Chu Dương bằng ánh mắt hung ác. Lý Minh Phong không hề nói chơi, Lý gia hoàn toàn có khả năng đó, quăng một người xuống sông Hoàng Phố làm mồi cho cá ăn không hề khó. Mà giờ đây tại câu lạc bộ Silver Lake, Chu Dương coi hắn không ra gì ở trước mặt mọi người, tức là coi thường hắn, coi thường Lý gia. Chuyện này, dù là Lý Minh Phong hay Lý gia đều không thể cho qua dễ dàng được. Khẩu khí lớn quá nhỉ. Phải đó, rốt cuộc anh ta là ai vậy, có thể lên tầng 2 thì chắc không phải người bình thường, mà hình như tôi chưa thấy anh ta bao giờ. Liệu có phải là người tai to mặt lớn từ nơi khác tới không? Hừ, dù có là người tai to mặt lớn. Một khi đắc tội với Lý Minh Phong thì tức là đắc tội với Lý gia, dù có quyền có thế thì cũng phải im răm rắp. Mọi người hoảng sợ, bàn tán xôn xao về Chu Dương, bắt đầu suy đoán thân phận của anh. Kết cục của tôi như nào tôi không cần biết, nhưng, kết cục của cậu cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Chu Dương lạnh lùng nhìn Lý Minh Phong, hơi thở lạnh lùng bỗng quét qua Lý Minh Phong, khiến hắn bất giác rùng mình. Và sau đó không thấy Chu Dương đứng đó nữa, chỉ trong nháy mắt. Anh đã xuất hiện trước mặt Lý Minh Phong, giơ một tay ra bóp chặt cổ của Lý Minh Phong. Lý Minh Phong còn chưa kịp hoàn hồn, lúc hắn thấy mặt Chu Dương cách hắn chưa tới 5 cm, hoảng loạn muốn kêu kêu thì mới biết hắn đang bị Chu Dương bóp cổ. Lý Minh Phong bỗng cảm thấy khó thở, mặt đỏ bừng, nước mắt lưng trừng, cổ nổi gân xanh. Như thể Chu Dương mạnh tay thêm tí nữa là có thể bóp chết Lý Minh Phong. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh. Chính Lý Minh Phong cũng chưa kịp phản ứng. Những người khác cũng chưa kịp hoàn hồn. Đợi đến khi mọi người phát hiện điều bất thường thì đã sợ không nói nên lời. Không một ai biết Chu Dương đã làm điều đó như nào. Họ không hề thấy Chu Dương chuyển động, giống như anh di chuyển tới chỗ Lý Minh Phong trong vòng nháy mắt, rồi bóp cổ hắn. Giờ thì sao, cậu vẫn nghĩ tôi sẽ làm mồi cho cá ở sông Hoàng Phổ ăn sao? Chu Dương lạnh lùng nói,
nhìn Lý Minh Phong như nhìn một người chết. Cũng may đây là xã hội pháp trị, chứ nếu là thời cổ đại, không biết người như Lý Minh Phong đã chết bao lần. Liễu Tuyết, cô lại đây. Chu Dương nhìn Liễu Tuyết, bình thản nói. Danh con, mau thả Lý Thiếu Gia Gia, mày muốn chết à? Mau thả Lý Thiếu Gia Gia, không thì đừng trách bọn tao ra tay với cô em này. Hai tên đàn em lúc này cũng cuống cuồng, bắt lấy Liễu Tuyết, muốn dùng cô ta để ép Chu Dương thả Lý Minh Phong. Xem ra hai tên đàn em của cậu không phục lắm, hay là chúng muốn thấy cậu gặp bất trắc? Chu Dương vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ tăng thêm lực bóp ở tay. Lũ vô dụng, chúng mày, mau thả người ra. Lý Minh Phong thở dốc, nói ngắt quãng, mặt ngày càng đỏ. Nghe thấy Lý Minh Phong nói vậy, hai tên đàn em vội vàng buông Liễu Tuyết. Anh Chu, Liễu Tuyết được thả, chạy vội ra sau lưng Chu Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, tâm trạng của cô ta lại trở nên căng thẳng. Liễu Tuyết biết sở dĩ cô ta được tự do là vì Chu Dương đã chế ngự Lý Minh Phong. Nhưng, trừ phi Chu Dương giết Lý Minh Phong, nếu không với thế lực của Lý Minh Phong và cả Lý gia, chắc chắn sau này họ sẽ gây rắc rối cho anh. Chương 664, hãy nể mặt tôi. Yên tâm đi, không sao đâu, những người này vẫn không đủ để uy hiếp được tôi. Chu Dương có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng điệu của Liễu Tuyết, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp hơn một chút. Ít nhất, Liễu Tuyết lo lắng cho mình. Tôi đã thả người rồi, anh mau buông tôi ra. Lý Minh Phong liên tục vỗ đánh vào tay Chu Dương, muốn Chu Dương buông ra. Chu Dương cũng không muốn bóp chết Lý Minh Phong, anh dùng tay đẩy mạnh Lý Minh Phong ra khiến hắn liên tục ngã lùi về phía sau. Anh thực sự muốn gây khó dễ với Lý gia tôi sao? Lý Minh Phong bị hai tên đàn em giữ chặt, hắn thở hổn hển, vết đỏ trên mặt cũng từ từ tiêu tan, nhưng dấu tay hằn trên cổ sẽ không thể mất đi trong một lúc một nháng được. Khó khăn lắm Lý Minh Phong mới có thể hít thở được bình thường, hắn giận dữ nhìn Chu Dương, thấp giọng nạt nộ. Lý Minh Phong lúc này đã rất tức giận, hắn nóng lòng muốn ném ngay Chu Dương xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn. Nhưng hắn biết chỉ dựa vào mình và hai tên đàn em, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Chu Dương. Tuy nhiên, với tư cách là cháu đích tôn của Lý gia, trước ngày hôm nay, Lý Minh Phong chưa từng phải chịu nhục nhã như bây giờ. Bị người ta không nể mặt đã đành, đã thế lại còn bị bóp cổ uy hiếp. Nếu chuyện như vậy bị truyền ra ngoài, Lý Minh Phong cảm thấy chắc chắn mình sẽ bị người ta cười nhạo. Quan trọng nhất, điều này sẽ làm tổn hại đến thể diện của Lý gia. Những gì Chu Dương làm không chỉ khiến Lý Minh Phong bẽ mặt, mà còn là sự khiêu chiến đối với Lý gia. Gây khó dễ với Lý gia mấy người. Chu Dương nhìn Lý Minh Phong với vẻ mặt lãnh đạm, anh lạnh lùng nói. Lý gia cũng xứng sao? Dầm. Chu Dương nói câu này rất nghiêm túc, giọng nói cũng không nhỏ, lập tức làm náo động cả cậu lạc bộ Silver Lake. Tất cả người ở đại sảnh tầng 1, và cả ở tầng 2 đều đổ xô đến xem náo nhiệt, ánh mắt đều tập trung vào Chu Dương. Người này rốt cuộc là ai? Sao anh ta dám nói như vậy? Anh ta có tự tin gì để nói những điều như vậy? Anh ta không biết hậu quả của việc nói những lời như vậy là như thế nào sao? Anh, Lý Minh Phong không biết phải nói gì nữa, lý ra mà hắn luôn tự hào lại bị anh khinh thường như vậy. Đây rõ ràng là sự thách thức đối với Lý gia. Ha ha, Lý Minh Phong, cậu làm cái trò gì ở đây thế? Ra ngoài lâu như vậy mà vẫn chưa giải quyết xong chuyện à? Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ tầng 2. Mọi người vừa nhìn thì thấy một thanh niên, theo sau là 7-8 người, đang đi về phía Lý Minh Phong. Và người nói là người dẫn đầu trong số những người này. Đó là ai mà hống hách như vậy? Người này mà ông không biết à? Đó là Thái Hùng của Thái gia ở Đông Hải, nghe nói vừa từ nước ngoài trở về, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Thái gia, vậy chẳng phải là một gia tộc ở cùng đẳng cấp với Lý gia hay sao? Đúng vậy, nhìn người đi phía sau Thái Hùng đi, đó chính là Tôn Hạo của Tôn gia ở Đông Hải, Tôn gia đó mới đích thực là gia tộc hạng nhất. Hừ, chỉ là một thành viên bất tài của dòng họ Tôn mà thôi, hoàn toàn không có chỗ đứng tại Tôn gia nên hắn chỉ có thể theo sau đám người Thái Hùng này để tìm kiếm chỗ đứng. Khi mọi người khi nhìn thấy đám người đó tới liền cảm thấy ngạc nhiên, trong chốc lát tiếng bàn luận xôn xao. Không ai nghĩ rằng Lý Minh Phong của Lý gia và cả Thái Hùng của Thái gia đều xuất hiện tại câu lạc bộ Silver Lake ngày hôm nay, dường như họ đã đến đây cùng nhau. Một Lý Minh Phong có thể không phải là đối thủ của Chu Dương. Tuy nhiên, điều này không chắc đã xảy ra với Thái Hùng.
Chu Dương liếc mắt nhìn người vừa nói, ánh mắt lóe lên một tia kỳ quái. Vừa rồi anh cũng đã nghe được mọi người nói gì, đương nhiên biết người này chính là Thái Hùng, người của Thái gia. Về phần Thái gia, Chu Dương cũng có biết. Nếu nói Lý gia thuộc gia tộc hạng hai với địa vị cao ở Đông Hải cũng đã không có mấy người dám dây vào họ. Vậy thì, Thái gia này đã được nâng cấp thành gia tộc hạng nhất ở thành phố Đông Hải. Thái gia lớn mạnh hơn Lý gia về địa vị và thực lực, thậm chí có thể so sánh ngang ngửa với Tô gia. Điều khiến tất cả mọi người tập trung vào lúc này chính là Thái gia và Lý gia không giống nhau. Lý gia muốn dấn thân vào lĩnh vực ngoại thương, nhưng Thái gia là dòng dõi võ thuật, đã được truyền lại đến nay hàng trăm năm. Hơn nữa, Thái gia có sức ảnh hưởng lớn ở biển Hoa Đông, thậm chí ở cả thủ đô và nhiều nơi ở nước ngoài. Thái Hùng này cũng khác với Lý Minh Phong. Nếu Lý Minh Phong là một công tử bột chỉ biết ăn chơi thì Thái Hùng lại là một kẻ tàn nhẫn. Thái Hùng là một người đàn ông cao lớn với cơ bắp lực lưỡng không thể che giấu. Ngay cả khi đang mặc quần áo cũng nhìn thấy được những cơ bắp này đang nhô lên. Chu Dương nhìn Thái Hùng, anh cảm nhận được một chút áp lực từ trên người Thái Hùng này. Điều này khiến Chu Dương hơi ngạc nhiên. Có thể nói cho tới bây giờ, có rất ít người có thể làm cho Chu Dương cảm thấy áp lực. Ngay cả ở tỉnh Hồ Nam, khi đối mặt với tên Giang Phong kia, Chu Dương cũng không có áp lực như vậy. Theo như cách nói của Ngưu Xuyên, Giang Phong đã ở rất gần cảnh giới của một tông sư võ giả. Vậy hiện tại, người tên Thái Hùng này liệu có sức mạnh của một tông sư võ giả hay không? Chu Dương thầm lắc đầu, anh không cho rằng Thái Hùng đã đạt đến được cảnh giới tông sư võ giả. Nếu như tông sư võ giả dễ đột phá như vậy, thì sẽ không đáng giá nữa, cũng không thể có sức ảnh hưởng lớn như vậy, số lượng cũng đã không ít như thế. Chu Dương lại càng chú ý hơn đến một người trông vô cùng quen thuộc ở phía sau Thái Hùng. Chu Dương chỉ hồi tưởng lại một chút liền lập tức nhận ra người này là ai. Tôn Hạo, khi ba cô gái Rocket Girl biểu diễn tại buổi hòa nhạc ở Đông Hải, đã bị kẻ nào đó ám sát. Nếu như Chu Dương không phát hiện kịp thời mà chặn lại, thì hậu quả của ba cô gái đó sẽ không thể tưởng tượng nổi. Và chuyện này cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Nhưng Chu Dương biết cái tên Tôn Hạo này là đáng ngờ nhất. Bởi vì, vào thời điểm diễn ra buổi biểu diễn, Tôn Hạo đã bị chị Dương chế nhạo một trận nên thân. Là người của Tôn gia, tuy chỉ là một thành viên thuộc chi thứ, nhưng Tôn Hạo lại cho rằng chị Dương đang giễu cợt, chế giễu mình. Cho nên, lần đó, Tôn Hạo là kẻ đáng ngờ nhất. Tuy nhiên, trước giờ vẫn không có bằng chứng, nên cũng không ai quan tâm đến vấn đề này nữa. Chu Dương không ngờ sau thời gian dài như vậy lại có thể gặp được Tôn Hạo ở đây. Khi Chu Dương nhìn Thái Hùng và Tôn Hạo, ánh mắt của Thái Hùng cũng chú ý đến Chu Dương. Với những gì đang xảy ra ở đây, có thể thấy rất rõ hai người đang ở dưới kia kẻ nào đang phải chịu lép vế. Thái Hùng chỉ nhìn lướt qua, liền biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa, Liễu Tuyết đứng ở phía sau Chu Dương vẫn đang mang một vẻ mặt, may mà thoát nạn cộng thêm một dáng vẻ lo lắng. Chắc là thằng danh Lý Minh Phong thấy gái đẹp thì nổi máu dê, định này nọ với Liễu Tuyết đây mà. Nhưng tình cờ cô đã gặp được Chu Dương. Nhìn vào sự thân mật giữa Liễu Tuyết và Chu Dương, có lẽ họ quen biết nhau. Chỉ trong chốc lát, Thái Hùng đã nghĩ ra rất nhiều thứ trong đầu, cứ xoay quanh Lý Minh Phong, Thái Hùng đã đoán được sơ lược mọi chuyện. Anh bạn này, tôi là Thái Hùng, hãy nể mặt tôi, bỏ qua chuyện này có được không? Chương 665, thể diện của anh là cái thá gì? Thái Hùng đứng ở cầu thang tầng 2 đường xuống đại sảnh tầng 1. Ngẩng cao đầu, mỉm cười nhìn Chu Dương. Nể mặt tôi thì chuyện này coi như kết thúc. Đây là chính là biểu cảm thái độ của Thái Hùng. Thái Hùng đã nói vậy rồi, Lý Minh Phong đương nhiên không dám nhiều lời. Vậy được, nể mặt anh Hùng, việc hôm nay tôi không tính toán với anh nữa, nhưng mà, sau này tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không, tôi nhất định sẽ không nương tay với anh đâu. Sự xuất hiện của Thái Hùng dường như mang lại cho Lý Minh Phong cảm giác tự tin. Giọng điệu của hắn khi nói với Chu Dương cũng cứng rắn hơn một chút. Nói xong, Lý Minh Phong bày ra một bộ dạng vênh váo đi về phía Thái Hùng, khinh thường nhìn Chu Dương. Anh Thái, cảm ơn anh nhiều. Khi đến trước mặt Thái Hùng, Lý Minh Phong vội vàng nói lời cảm ơn. Hắn biết nếu lần này không có Thái Hùng, thì có lẽ hắn sẽ bị Chu Dương dạy dỗ một bài học nhớ đời, ít nhất sẽ không tránh khỏi một trận đòn nặng. Ha ha, mọi người đều là anh em, chuyện nhỏ này không là gì. Nếu đã không còn việc gì nữa, vậy chúng ta mau chóng quay lại uống rượu thôi. Thái Hùng phất tay,
phong thái và giọng điệu giống như một đại ca, dường như vừa rồi hắn xuất hiện, chẳng qua cũng chỉ là một việc nhỏ nhặt, chỉ cần xua tay là có thể giải quyết xong. Dứt lời, Thái Hùng quay người bỏ đi. Lý Minh Phong quay đầu lại cười nhạo Chu Dương một cái, sau đó cũng quay người đuổi theo. Khoan đã, tôi từng nói chuyện này giải quyết xong rồi sao? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Thái Hùng đang đi phía trước chợt dừng lại, khuôn mặt hắn lập tức trở nên u ám. Những người đi cùng Thái Hùng cũng quay mặt lại, trừng mắt nhìn Chu Dương, vẻ mặt đầy tức giận, căm phẫn muốn trực tiếp lao lên xé nát Chu Dương. Còn về Lý Minh Phong, tuy rằng vẻ mặt kinh ngạc và tức giận, nhưng khóe miệng hắn cũng không khỏi nhếch lên một chút. Hắn biết thực lực của Thái Hùng. Lý Minh Phong biết rằng bản thân mình khi ở trước mặt Chu Dương, có thể không có năng lực phản kháng. Nhưng có Thái Hùng ở đây, lời nói vừa rồi của Chu Dương chắc chắn đã tát vào mặt Thái Hùng. Nếu Thái Hùng ra tay thì Chu Dương hoàn toàn không có cơ hội phản đòn. Lúc này, những người sửng sốt nhất vẫn là đám đông vây quanh hóng hớt. Mọi người ngơ ngác nhìn Chu Dương, họ đều nghi ngờ rằng có phải não anh bị uống nước rồi hay không. Rõ ràng vừa nãy Thái Hùng đã nói rằng chuyện này cho qua rồi mà, bọn họ đều đã chuẩn bị rời đi. Nhưng chính lúc này Chu Dương lại chạy ra, nói rằng chuyện này vẫn chưa xong. Lẽ nào anh vẫn muốn làm bẽ mặt Thái Hùng? Nên biết rằng, Thái Hùng khác với Lý Minh Phong. Lý Minh Phong không có sự ủng hộ của Lý gia, có thể là sẽ không làm được gì Chu Dương. Nhưng Thái Hùng muốn xử lý Chu Dương, cũng không cần phải dựa vào thế lực của Thái gia, chỉ cần dựa vào thực lực của hắn đã có thể dễ dàng thu phục Chu Dương. Anh ta có phải bị điên rồi không? Thế mà lại dám nói như vậy với Thái Hùng. Xuyệt, đừng nhìn nữa, không nên xen vào chuyện của người khác. Anh ta thực sự muốn làm bẽ mặt Thái Hùng, vậy thì Thái Hùng nhất định sẽ không tha cho anh ta, chỉ là không biết có phải người này thực sự là ngu ngốc, hay là do anh ta có sức mạnh. Tất cả mọi người đều dừng lại theo dõi, không ai tiến lên để nói chuyện, dù sao, Lý Minh Phong hay Thái Hùng đều là những người mà người bình thường khó chọc giận được. Còn Chu Dương đối với mọi người mà nói, chẳng qua chỉ là một người lạ, hoàn toàn không đáng để bọn họ tin tưởng mạo hiểm. Anh có biết mình đang nói gì không? Sắc mặt Thái Hùng u ám đến cực điểm, hắn đột nhiên quay người lại, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào Chu Dương, giống như một con dã thú. Cảm giác bị chèn ép cực lớn lập tức lao thẳng về phía Chu Dương, giống như muốn dùng luồng khí này để khiến cho Chu Dương kinh sợ và khuất phục hắn. Vào lúc này, không chỉ Chu Dương cảm nhận được luồng sức mạnh này, mà cũng có rất nhiều người ở xung quanh có cảm giác tương tự. Điều này khiến cho sắc mặt của nhiều người thay đổi, vô thức lùi lại vài bước, không dám nhìn thẳng vào mắt của Thái Hùng. Người anh em, tôi thấy có phải anh chê cuộc sống này quá nhàm chán rồi phải không? Anh Hùng đã nói như vậy rồi. Chuyện này coi như bỏ qua, tôi cũng đã cho anh một con đường, thế nhưng anh nhất quyết muốn tìm đường chết, lẽ nào anh thật sự nghĩ rằng chúng tôi không dám làm gì anh sao? Lý Minh Phong chế nhạo, trong mắt tràn đầy ý châm chọc nhìn Chu Dương. Trên thực tế, cho dù Lý Minh Phong nói như vậy, nhưng trong lòng hắn vô cùng vui sướng. Lý Minh Phong còn mong Chu Dương hung hăng càn quấy hơn nữa, khinh thường Thái Hùng hơn nữa. Vậy thì Chu Dương mới có thể nhanh chóng chọc giận được Thái Hùng. Chu tiên sinh, chúng ta. Liễu Tuyết hiển nhiên ý thức được điều đó, sắc mặt đột nhiên càng thêm căng thẳng, nhanh chóng nhìn Chu Dương, muốn thuyết phục Chu Dương. Suy cho cùng, chuyện này đều do cô mà ra, nếu Chu Dương xúc phạm Thái Hùng và Lý Minh Phong thì sẽ khiến Chu Dương gặp nguy hiểm ở Đông Hải, vậy Liễu Tuyết nhất định càng thêm lo lắng không yên tâm. Ít nhất, sự xuất hiện của Chu Dương đã giúp cô thoát khỏi tay của Lý Minh Phong. Chuyện này đối Liễu Tuyết mà nói, đã là quá đủ rồi. Yên tâm đi, một vài tên hề thích khoe mẽ, không thể làm gì được tôi đâu. Chỉ là, Liễu Tuyết chưa nói xong, Chu Dương đã đưa tay ra chặn lời. Trong giọng nói của Chu Dương tràn đầy sự tự tin. Dường như, không chỉ Lý Minh Phong, Lý Gia, còn có cả Thái Hùng, Thái Gia, đối với anh mà nói, hoàn toàn chả là cái thá gì, bọn họ chỉ giống như một tên hề thích nhảy nhót, không có gì đáng nói. Chu Dương dường như có đủ tự tin sức mạnh để nói những điều như vậy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bọn họ nhìn chằm chằm Chu Dương, muốn nhìn ra dấu vết hoảng sợ hay cố làm ra vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt anh. Nhưng họ đã thất bại. Trên mặt Chu Dương không mảy may sợ hãi, cũng không có dấu hiệu giả bộ bình tĩnh. Ngược lại, khuôn mặt Chu Dương ngoại trừ sự tự tin, thì cũng chỉ là vẻ hờ hững lãnh đạm. Như thể đối với anh mà nói, những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ nhặt, hoàn toàn không đáng để anh phải quan tâm.
Mọi người đều im lặng. Họ không biết sự tự tin này của Chu Dương đến từ đâu. Nhưng vì Chu Dương đã nói ra, hơn nữa Lý Minh Phong và Thái Hùng đều nghe thấy, vậy thì cho dù có ai muốn ra tay giúp đỡ cũng không thể đứng ra nói được nữa. Tốt, rất tốt. Thái Hùng vỗ tay, mỉm cười nhìn Chu Dương, hai mắt hơi híp lại, trong đáy mắt thậm chí còn lộ rõ ý muốn giết người, thịt ở trên khuôn mặt khẽ rung lên, trông rất hung ác. Thái Hùng đã muốn giết người. Từ trước đến nay chưa từng có người nào dám nói như vậy trước mặt hắn, dám khinh thường hắn như thế, thậm chí còn xem nhẹ Thái gia. Trước đây chỉ có một người, nhưng sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Thái Hùng, người đó sợ hãi đến mức quỳ xuống đất quỳ lạy van xin Thái Hùng cho hắn một con đường sống. Tuy nhiên, trước giờ Thái Hùng chưa bao giờ nhân từ với ai cả. Bất cứ kẻ nào khinh thường hắn, không coi trọng Thái gia, lại nói những điều ngạo mạn như vậy trước mặt hắn, thì tất cả đều không có kết cục tốt đẹp. Ban đầu, Thái Hùng nghĩ rằng lần ra tay đó, đã khiến cho người của Đông Hải biết rằng hắn không phải là người có thể để người khác khinh thường, hắn cho rằng sẽ không có người nào dám có thái độ vô lễ như vậy với mình nữa, thậm chí là coi nhẹ hắn. Chương 666, chọc giận. Tuy nhiên, Thái Hùng không ngờ hôm nay lại xuất hiện một người như vậy. Phải biết rằng, ngay cả con cháu của những gia tộc lớn, chẳng hạn như người của Tô gia và Tôn gia, hầu hết mọi người đều không dám nói những điều như vậy trước mặt Thái Hùng. Thái gia tuy chỉ là gia tộc hạng hai, chưa được xem là hàng gia tộc lớn hạng nhất nhưng không một gia tộc nào dám khinh thường sự giàu có của Thái gia. Lúc này, Thái Hùng vô cùng tức giận, hắn hận không thể trực tiếp xông lên xé xác Chu Dương thành từng mảnh. Nhưng Thái Hùng không phải là người không có đầu óc. Hắn biết bản thân mình có thể khiêu khích ai, hay không nên khiêu khích ai. Thái Hùng càng biết rõ, địa điểm bây giờ hắn đang đứng, không thể tùy tiện làm chuyện sằng bậy được. Thậm chí, không chỉ hắn mà phần lớn người ở Đông Hải đều không dám tùy tiện trêu chọc. Câu lạc bộ Silver Lake. Khi mới thành lập, một gia tộc hạng hai ở Đông Hải đã cậy thế ức hiếp người khác, muốn gây sự ở đây. Khi đó, bởi vì câu lạc bộ Silver Lake vừa mới thành lập, tất cả thế lực gia tộc ở Đông Hải đều rất xa lạ với câu lạc bộ Silver Lake, cũng không biết rõ thế lực đằng sau của nó ra sao, cho nên khi gia tộc hạng hai gây sự, không có ai đứng ra bênh vực công lý. Mà gia tộc hạng hai đó, tuy rằng không thể so với Thái gia, nhưng ở Đông Hải, cũng là một gia tộc có thực lực không thể xem thường, so với nhà Lý gia cũng không thua kém nhiều. Tất cả mọi người đều cho rằng câu lạc bộ Silver Lake sẽ bị gia tộc hạng hai chèn ép, thậm chí ông chủ của câu lạc bộ Silver Lake cũng sẽ đối xử cung kính với gia tộc hạng hai. Nhưng khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, mới ngày thứ hai sau chuyện gây rối của gia tộc hạng hai, gia tộc đó liền biến mất. Chính xác mà nói, chỉ qua một đêm, một gia tộc hạng hai của Đông Hải hoàn toàn biến mất. Thậm chí, tất cả tài sản của gia tộc hạng hai đó đều bị người của câu lạc bộ Silver Lake xử lý sạch sẽ. Không ai biết gia tộc hạng hai đó biến mất như thế nào, cũng không biết là ai đã ra tay mà lại có thể xử lý chuyện đó sạch sẽ đến như vậy. Nhưng lúc đó tất cả các gia tộc và thế lực đều biết được một chuyện. Câu lạc bộ Silver Lake là một cấm địa, là nơi không được phép gây rối. Bất cứ ai dám gây rối trong câu lạc bộ Silver Lake đều sẽ bị gia tộc và thế lực đuổi đi, càng không có chuyện giúp họ đối đầu với câu lạc bộ Silver Lake. Bây giờ, Thái Hùng lại đang ở câu lạc bộ Silver Lake. Hắn thật sự không dám động đến Chu Dương. Sở dĩ Lý Minh Phong động tay động chân với Liễu Tuyết, cũng bởi vì Liễu Tuyết là người ở tầng 1, còn Lý Minh Phong ở tầng 2, vốn dĩ thân phận và địa vị của họ đã rất khác nhau, bản thân Lý Minh Phong hoàn toàn có thể khống chế được Liễu Tuyết. Nhưng Chu Dương không giống thế. Trong mắt Thái Hùng, Chu Dương cũng giống như hắn, đều là người có thể lên tầng 2. Điều này có nghĩa là trong mắt câu lạc bộ Silver Lake, Chu Dương và Thái Hùng đều ở đẳng cấp như nhau. Những người như vậy, một khi xảy ra xung đột, nếu gây rối trong câu lạc bộ, thì câu lạc bộ Silver Lake sẽ không bao giờ bỏ qua. Tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống xin lỗi, tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy những gì anh vừa nói. Uống một hớp nước lạnh, Thái Hùng chậm rãi đi về phía Chu Dương hai bước. Chiều cao của Thái Hùng cao hơn Chu Dương một chút, nên khi Thái Hùng nói câu này phải cúi xuống để nói. Nghe thấy chưa hả, anh Hùng nói anh quỳ xuống đó, có phải anh bị điếc rồi đúng không? Còn không mau quỳ xuống. Lý Minh Phong cũng đi tới, chỉ vào Chu Dương, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Dường như không hề giống với bộ dạng vừa nãy bị Chu Dương dọa sợ chết khiếp không dám nói một lời, cũng không dám động đậy. Chu tiên sinh, Liễu Tuyết cảm thấy áp lực khủng khiếp,
bây giờ cô hơi hối hận vì đã đến tham gia buổi họp lớp này. Nếu cô không đến đây, sẽ không bị những người bạn học đó khinh thường và chế giễu, càng không đụng phải Lý Minh Phong để rồi xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ, ngay cả Chu Dương cũng rơi vào tình thế khó xử. Liễu Tuyết lên tiếng, mắt cô đỏ hoe, suýt bật khóc. Cô sao thế, khóc cái gì chứ? Chu Dương tò mò hỏi, anh quay người qua, thắc mắc khó hiểu nhìn bộ dạng lúc này của Liễu Tuyết, trên mặt đều là vẻ bối rối. Anh không hề hay biết vì sao Liễu Tuyết lại đột nhiên đỏ ửng vành mắt như vậy, sau đó như sắp khóc tới nơi. Chu Dương nhìn Liễu Tuyết, thấy vẻ lo lắng trên mặt cô, không nói nên lời. Trông anh yếu kém đến vậy sao? Cảm giác như Liễu Tuyết này đang lo cho mình. Anh Chu, tất cả đều là do tôi, anh đừng. Liễu Tuyết nức nở, cố muốn nói gì đó. Nhưng lại bị Chu Dương trực tiếp ngắt lời. Yên tâm đi, tôi làm như vậy cũng không phải hoàn toàn vì cô đâu. Trong chuyện vừa rồi, tôi tin rằng người có lòng chính nghĩa nhất định đều sẽ đứng ra giúp đỡ. Chu Dương cười nói, vươn bàn tay lau nước mắt trên mặt Liễu Tuyết. Anh thật sự không muốn để Liễu Tuyết lo lắng cho mình, rồi đau lòng để lại gánh nặng trong lòng cô. Về phần những người này, bọn họ không có uy hiếp gì đối với tôi cả. Chu Dương nói xong, cũng không quan tâm đến phản ứng của Liễu Tuyết và những người khác, anh lập tức nhìn về phía Lý Minh Phong và Thái Hùng. Khi Chu Dương nhìn Lý Minh Phong, hắn vô thức lùi lại một bước, ánh mắt cũng lập tức tránh né. Nhìn thấy vậy, Chu Dương không khỏi nhếch miệng cười, tên Lý Minh Phong này chỉ vì một ánh mắt của mình mà bị dọa đến thành ra như vậy, cái này gọi là trong lòng chột dạ đúng không? Lý Minh Phong rõ ràng cũng nhanh chóng nhận ra hành động này của bản thân, trên mặt hắn thoáng qua một cơn tức giận. Hắn không ngờ bản thân lại bị dọa thành bộ dạng như thế này khi nhìn thấy ánh mắt của Chu Dương. Điều này hoàn toàn không phù hợp với thân phận địa vị của Lý Minh Phong, có thể nói đây là một sự sỉ nhục. Sau khi phản ứng lại, Lý Minh Phong lập tức trừng mắt nhìn lại, lúc này Chu Dương đã rời ánh mắt khỏi người Lý Minh Phong rồi. Chu Dương cũng không quan tâm đến phản ứng của Lý Minh Phong. Điều mà anh chú ý lúc này, chỉ có một người tên Thái Hùng. Áp lực tỏa ra từ người Thái Hùng mạnh hơn bao giờ hết. Loại áp lực này, lúc trước Chu Dương cũng lờ mờ cảm nhận được từ trên người Giang Phong, tuy nhiên lúc đó, loại áp lực đó kém xa so với áp lực phát ra từ Thái Hùng. Nói cách khác, thực lực của Thái Hùng mạnh hơn nhiều so với Giang Phong. Trước đây khi Chu Dương ở tỉnh Tương Tây, anh đã từng giao đấu với Giang Phong, cũng biết được thực lực của hắn. Còn bây giờ, nếu Thái Hùng thực sự mạnh hơn Giang Phong, thì Chu Dương biết rằng mình có lẽ không phải là đối thủ của Thái Hùng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ở tỉnh Tương Tây, Chu Dương đã thường xuyên luyện tập với Ngưu Xuyên, thực lực của anh cũng tiến bộ rõ rệt, so với Giang Phong cũng không yếu hơn bao nhiêu. Mặc dù có thể không có cách nào để đánh bại Thái Hùng, nhưng việc trì hoãn một thời gian hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, đây là câu lạc bộ Silver Lake, đối với Chu Dương mà nói, đây chính là sân nhà của anh. Dựa vào việc là chủ nhà vững vàng, thì anh không cần lo lắng gì nữa. Cho dù anh thật sự không phải là đối thủ của Thái Hùng, nhưng Thái Hùng cũng không thể làm gì anh, càng không thể nào làm hại anh. Những người trong câu lạc bộ Silver Lake sẽ không cho phép điều đó xảy ra, đặc biệt là Trần Thế Hào. Chương 667, giao đấu với Thái Hùng 1. Thằng danh, mày đã chọc giận tao thành công rồi đấy, mong rằng lát nữa miệng của mày vẫn có thể đanh thép như bây giờ. Thái Hùng lạnh lùng quát một tiếng, không nói thêm điều vô nghĩa nữa, hắn lao thẳng tới chỗ Chu Dương, cơ thể vạm vỡ giống như một pháo đài hạng nặng biết di chuyển, còn mang theo khí thế vô hạn xông đến. Nắm đấm của Thái Hùng cũng không nhàn rỗi. Là một người học võ, tuy rằng bây giờ Thái Hùng chưa đạt tới cảnh giới tông sư võ giả, nhưng sức mạnh của hắn đã gần ngang bằng với cảnh giới này. Thực lực như vậy, là thiên tài tuổi trẻ của Thái gia trong vòng 50 năm trở lại đây. Lão gia nhà hắn từng khẳng định, trước độ tuổi 30, Thái Hùng rất có thể đột phá thành công cảnh giới tông sư võ giả, từ đó trở thành tông sư võ giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thái gia 100 năm qua. Đợt tấn công của Thái Hùng rất nhanh, cũng rất hung dữ và mạnh mẽ, khí thế hừng hực, khiến những người bên ngoài nhìn thấy, không khỏi kinh sợ. Không ít người đang tưởng tượng, nếu bản thân đối mặt với sự tấn công của Thái Hùng thì sẽ có phản ứng gì. Rít! Ngay lập tức một luồng gió mạnh thổi tới. Dường như tất cả mọi người đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Bọn họ tưởng tượng bản thân là Chu Dương, giờ phút này ở trong vị trí của Chu Dương, trực tiếp đối mặt với đòn đánh của Thái Hùng. Có điều, tất cả mọi người đều tự biết rằng,
bản thân nếu đứng ở chỗ của Chu Dương, đối đầu với sự tiến công của Thái Hùng, thì căn bản không làm được gì. Ngay cả di chuyển từng bước đều khó khăn, hô hấp cũng ngột ngạt, càng không cần phải nói tới việc phòng thủ hay chống lại Thái Hùng. Tuy nhiên giờ phút này, Chu Dương vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ, giống như đang ngó lơ sự tấn công của Thái Hùng. Mọi người không khỏi rùng mình. Chu Dương đang muốn chết sao? Hay là anh không biết tự lượng sức mình, không chống cự hay phản kháng gì à? Bằng không, vì sao Chu Dương vẫn không nhúc nhích, để mặc cho Thái Hùng tấn công vậy? Giờ phút này Chu Dương quả thực có áp lực không nhỏ. Ít nhất, Chu Dương đứng tại chỗ, từng luồng khí đập vào mặt chính là áp lực. Thế tiến công của Thái Hùng nhìn từ trên cao xuống quả thực rất có uy thế. Nếu Chu Dương vẫn là Chu Dương của 3 năm trước, vậy thì khi phải đối mặt với đợt tấn công như vậy, Chu Dương căn bản không nghĩ ra cách phản kháng nào. Nhưng bây giờ không giống vậy. Chưa nói đến việc, Thái Hùng chỉ gần đạt tới trình độ tông sư võ giả, cho dù thật sự là tông sư võ giả, Chu Dương cũng không hề sợ hãi, không phải Chu Dương chưa từng gặp, mà trái lại anh đã từng tiếp xúc với không chỉ một người. Thái Hùng chưa đạt tới cảnh giới tông sư võ giả, căn bản không gây ra được uy hiếp và áp lực to lớn cho Chu Dương. Anh chỉ có một chút sức mạnh như vậy mà muốn biết miệng tôi có đanh thép hay không, vậy thì chưa đủ. Chu Dương thản nhiên cười nói, hai tay vung lên phía trước, lập tức ở phía trước ngực xuất hiện một chướng ngại vật giống như một bức tường gió. Nhìn thấy Chu Dương còn có thể cử động trong tình huống này, mọi người hết sức kinh sợ. Mặc dù Chu Dương có thể đánh trả, nhưng mọi người vẫn không cho rằng Chu Dương là đối thủ của Thái Hùng. Dù sao, chưa nói đến sự chênh lệch về thể hình giữa hai bên. Chỉ nói đến uy danh của Thái Hùng, ở Đông Hải này không có người nào là không biết đến. Còn Chu Dương, tất cả mọi người đều chưa biết rõ thân phận của anh. Ở dưới tình huống này, đương nhiên mọi người càng coi trọng Thái Hùng. Lúc đó, Chu Dương cũng không hy vọng có thể ngăn cản được cuộc tấn công của Thái Hùng. Có thể nói, trong chớp mắt Chu Dương đã vận động tất cả khả năng tiềm tàng trong cơ thể. Quả nhiên, khi cú đấm của Thái Hùng lao đến, tường gió của Chu Dương chỉ có thể cản trở được trong chốc lát, sau đó đã bị lực đánh của Thái Hùng đánh phá. Ngay sau đó, nắm đấm của Thái Hùng xông thẳng đến ngực Chu Dương. Đòn này nếu đánh trúng, cho dù Chu Dương không chết, thì cũng phải gãy mấy cái xương sườn, không nằm trên giường mấy tháng dưỡng bệnh chắc chắn không thể khỏe lại. Cẩn thận! Một tiếng hét kinh sợ, Liễu Tuyết vội che miệng lại, sợ bản thân làm phiền Chu Dương, khiến cho anh phân tâm, rồi bị Thái Hùng đánh bị thương. Những người khác đương nhiên cũng chú ý tới tình huống lúc đó của Thái Hùng và Chu Dương, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Có thể nói, nếu Chu Dương không chống đỡ được cú đánh của Thái Hùng, vậy thì hôm nay Chu Dương nhất định sẽ trở thành một hòn đá kê chân cho Thái Hùng diễu võ dương oai. Thằng danh, đây chính là sức mạnh của mày sao? Không biết trời cao đất dày, vậy tao cho mày biết, thế nào mới là người có sức mạnh chân chính? Thái Hùng cười nhếch mép nhìn Chu Dương, lại một lần nữa tăng tốc. Bụp! Một cú đấm tàn nhẫn đánh trúng trước ngực Chu Dương. Thái Hùng nhếch miệng cười, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Hắn đã đánh trúng rồi, một đòn đánh trúng ngực của Dương Hiên. Thái Hùng ước tính rằng, cú đánh này của hắn, tuy không lấy được mạng của Chu Dương, nhưng sức ảnh hưởng của đòn đánh này thì không thể xem nhẹ. Không cần quan sát kỹ, Thái Hùng đoán rằng với cú đánh vừa nãy của hắn, Chu Dương ít nhất cũng phải gãy hơn 10 cái xương sườn. Đây chính là kết cục khi Chu Dương dám tự tin khiêu khích gây sự với Thái Hùng. Chu tiên sinh, vẻ mặt Liễu Tuyết trắng bệch, không còn giọt máu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cô trợn mắt nhìn nắm đấm của Thái Hùng đánh vào ngực Chu Dương, nghe thấy một âm thanh vang dội. Lực lớn mạnh như vậy, đánh trúng vào ngực một người, sức mạnh và sức hủy hoại có thể lường trước được. Rít, những người khác càng cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Tuy rằng bọn họ không phải là Chu Dương, nhưng giờ khắc này, bọn họ cũng cảm nhận được cảm giác của Chu Dương khi bị đánh trúng, không ít người không ngừng đưa tay vuốt ngực. Như thể cú đánh này đã đánh trúng vào ngực họ, bọn họ cũng có cảm giác đau đớn giống như Chu Dương. Anh ta chắc sẽ không bị đánh chết chứ? Chắc không đâu, đây là câu lạc bộ Silver Lake, Thái Hùng sẽ không thực sự đánh chết người ở đây, nếu không, cho dù là Thái gia, cũng không có kết cục tốt. Vậy chúng ta có cần gọi xe cứu thương không? Chắc không cần đâu. Chu Dương kia trông có vẻ không sao mà. Không thể nào, anh nói gì vậy, đợi đã, trời ơi, tôi nhìn thấy cái gì vậy? Mọi người bàn tán sôi nổi, vẻ mặt không đành lòng. Nhưng còn có người nhanh chóng phát hiện ra tình huống khác lạ. Nếu dựa theo suy nghĩ của bọn họ,
Chu Dương không đỡ nổi được một cú đánh này của Thái Hùng. Vậy khi bị đánh trúng chắc hẳn Chu Dương sẽ ngã nhào trên mặt đất. Nhưng bây giờ, Chu Dương lại đứng yên tại chỗ, không hề lùi ra sau một vài bước. Tuy rằng nắm đấm của Thái Hùng vẫn kề sát trước ngực Chu Dương, nhưng lúc này Thái Hùng đã không còn tự tin và bình tĩnh như ban nãy. Giờ phút này khuôn mặt lộ rõ vẻ khó tin và không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt trừng lớn, giống như nhìn thấy chuyện gì đó khiến người ta hoảng hốt khiếp sợ. Sao có thể chứ, mày? Nét mặt Thái Hùng khó tin nhìn Chu Dương, khóe miệng hơi co giật, muốn nói gì đó xong không thể thốt nên lời. Thái Hùng khẳng định, cú đánh vừa nãy đã chạm tới ngực Chu Dương, thậm chí, hắn còn có thể cảm nhận được xương cốt trên người Chu Dương. Nhưng bây giờ, Chu Dương vẫn yên bình đứng trước mặt hắn, trên người không có một dấu vết gì. Cho nên nói rằng, đây là sức mạnh to lớn của anh sao? Chẳng qua cũng chỉ có vậy. Chương 668, giao đấu với Thái Hùng 2. Chu Dương mỉm cười, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thái Hùng. Dường như anh không quan tâm tới nắm đấm của Thái Hùng trước ngực mình. Nếu như anh nói, cái này gọi là sức mạnh lớn thì tôi cũng nói với anh một câu, anh chỉ được như vậy thôi sao? Sau đó Chu Dương đưa hai tay ra, dùng lực mạnh đẩy Thái Hùng lùi ra đằng sau. Xoạt xoạt xoạt, Thái Hùng mất cảnh giác, liên tục lùi lại vài bước, khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể. Sau đó, ánh mắt Thái Hùng nhìn Chu Dương hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước đây, Thái Hùng kiêu căng ngạo mạn nhìn Chu Dương, căn bản không xem anh ra gì. Vậy thì bây giờ, trên khuôn mặt Thái Hùng đầy sự cảnh giác và nghi hoặc. Hắn biết nắm đấm của hắn vừa nãy đánh vào ngực của Chu Dương, nhưng Chu Dương dường như không hề bị ảnh hưởng. Điểm này khiến cho Thái Hùng hết sức hoang mang. Thậm chí, hắn không phát hiện điểm nào bất thường trên người Chu Dương. Không chỉ Thái Hùng, mà những người khác đều như vậy. Cú đấm của Thái Hùng trúng ngực Chu Dương vẫn như không có gì xảy ra thì đã đành. Tuy nhiên, hai tay Chu Dương thành siết chặt lại, chỉ với một cái vuốt nhẹ nhàng đã đẩy Thái Hùng lùi lại vài bước. Điều đó không thể, không phải mắt tôi bị mờ chứ. Anh bạn, mắt anh không việc gì đâu, tôi cũng nhìn thấy, Thái Hùng thế mà lại bị người đó đánh lui. Tôi thậm chí còn không thấy rõ anh ta đẩy như thế nào. Tôi cũng vậy, người đó là ai, ngay cả Thái Hùng cũng không phải đối thủ của anh ta. Tôi không biết, nhưng lần này, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Tất cả mọi người đều bất ngờ, bầu không khí bàn tán càng thêm náo nhiệt. Lúc này, tất cả mọi người đều có cái nhìn khác về Chu Dương, trải qua cảnh tượng như vậy, nhất là Chu Dương chỉ với một cú đấm nhẹ nhàng đánh Thái Hùng lùi về sau, khiến cho không ít người đứng xem phải lùi ra hai bên. Mọi người đều biết rõ về con người Thái Hùng. Tuy nhiên, không một ai biết gì về Chu Dương. Mà thường thì cái chưa biết, mới là cái đáng sợ và mạnh mẽ nhất. Giờ khắc này, trong lòng nhiều người âm thầm ủng hộ Chu Dương, hy vọng anh có thể đánh thắng Thái Hùng. Mày rốt cuộc đã làm như thế nào? Thái Hùng cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Dương, ánh mắt tập trung vào ngực anh. Hắn vừa mới đánh một nắm đấm, rõ ràng đã trúng ngực Chu Dương. Thông thường, nếu cú đấm của Thái Hùng đánh trúng vào người bình thường, chắc chắn người đó sẽ bị gãy hầu hết xương sườn. Cứ coi như Chu Dương là người học võ, Thái Hùng cảm thấy rằng cú đấm của hắn cũng sẽ khiến vài cái xương sườn của Chu Dương bị gãy. Nhưng bây giờ, Chu Dương không chỉ không bị làm sao, mà còn đánh cho Thái Hùng phải lùi lại. Cảnh tượng này sao có thể khiến mọi người không ngạc nhiên chứ? Câu nói của Thái Hùng còn khiến mọi người ngạc nhiên hơn. Chẳng lẽ ngay cả Thái Hùng cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra? Ánh mắt của nhiều người nhìn Chu Dương lại một lần nữa thay đổi. Lúc này bọn họ thấy Chu Dương trở nên bí ẩn và khó lường. Mà người như vậy mới là đáng sợ nhất, không biết tiếp theo người này sẽ làm gì. Trước sự nghi ngờ của Thái Hùng và sự kinh ngạc của mọi người, Chu Dương cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Trên thực tế, cú đấm của Thái Hùng vừa nãy rất mạnh. Có thể nói, nếu người nhận cú đấm của Thái Hùng là một người khác, thì người này cũng đã gục xuống, hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải trước đây Ngưu Xuyên có huấn luyện đặc biệt cho Chu Dương, thì Chu Dương cũng không đảm bảo mình có thể tiếp nhận cú đấm trực diện của Thái Hùng được hay không. Trên thực tế có vẻ Chu Dương cũng không ổn lắm. Vào lúc này, trông bộ dạng của Chu Dương như chưa có chuyện gì xảy ra, không có bất cứ thương tích nào, còn cú đấm của Thái Hùng vừa rồi chỉ là một trò đùa. Thật ra chỉ có mình Chu Dương biết, ngực anh đang nóng như lửa đốt, cảm thấy tức ngực khó thở. Thậm chí, hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống, cảm nhận một trận đau nhói trong ngực.
Chu Dương cố gắng kìm nén cảm xúc đau đớn, anh không muốn để bất kỳ ai phát hiện ra. Vừa nãy tiếp nhận một đấm của Thái Hùng, giờ là lúc khiến mọi người khiếp sợ, nếu có sơ sót, hoặc để người khác biết được anh không phải bình an vô sự, mà lại bị thương, vậy thì không ổn lắm. Ít nhất lúc đó, chỉ sợ Thái Hùng thừa thắng xông lên, sẽ không nương tay với anh nữa. Chỉ bằng bây giờ, bản thân cố tỏ ra bí ẩn, vậy thì Thái Hùng cũng sẽ vì điều đó mà kiêng dè, không dễ dàng ra tay lần nữa. Tôi dùng cách nào cũng không liên quan đến anh chỉ cần biết một điều, nếu anh chỉ có một chút sức mạnh như thế, e rằng những lời nói lúc trước chỉ là khoác lác. Chu Dương cười khẩy, cũng không thừa dịp Thái Hùng đang dè chừng mà liều lĩnh ra tay. Bởi vì, Chu Dương biết mình không phải đối thủ của Thái Hùng. Nếu thực sự đối đầu với Thái Hùng, anh nhất định sẽ bị đánh bại trong giây lát. Thằng danh, không cần giả thần giả quỷ, bây giờ chắc hẳn đang khổ sở lắm đúng không? Trên mặt Thái Hùng lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng hắn không có ý nản lòng vì thất bại vừa nãy, thay vào đó hắn nhìn Chu Dương với ánh mắt sắc bén hơn. Bởi vì Thái Hùng không biết sốt cuộc ban nãy Chu Dương dùng thủ đoạn gì đối phó hắn, để chống đỡ được cú đánh kia. Có điều Thái Hùng biết, bất luận Chu Dương dùng thủ đoạn gì, thì đối với hắn cũng vô cùng quan trọng. Nó có nghĩa rằng chỉ cần Chu Dương nói thủ đoạn này ra, sau này sẽ có rất nhiều người có thể ngăn lại nắm đấm của hắn. Đây chắc chắn không phải tin vui gì với Thái Hùng hay với những gia tộc chuyên về võ thuật như Thái gia. Ha ha, tôi đang khổ sở ư, anh tới đây thử xem, chẳng phải sẽ biết sao, có điều, nếu như anh không dám tới, tôi sẽ không khách sáo đâu. Chu Dương cười nhếch mép, nhướng mày chế giễu hắn. Anh đang đánh cược rằng, Thái Hùng tạm thời sẽ không tiếp tục ra tay nữa. Nhưng Chu Dương cũng biết, nếu bản thân không thể hiện một chút bản lĩnh thực sự, sau khi giao đấu với Thái Hùng một hồi, chỉ bằng chút thủ đoạn nhỏ này, sợ rằng căn bản không đủ làm cho Thái Hùng kinh sợ. 3 phút trôi qua sau khi Chu Dương nói xong. Thái Hùng vẫn luôn im lặng, không nhúc nhích. Điều đó khiến cho không ít người có cái nhìn khác, ánh mắt họ quan sát Chu Dương càng thêm tò mò. Sự im lặng của Thái Hùng đã chứng minh được lời nói của Chu Dương có tác dụng. Chu Dương vừa lên tiếng, Thái Hùng đã không dám tiếp tục ra tay. Mà bây giờ, Thái Hùng đã trầm mặc 3 phút, điều đó chứng tỏ rằng, Thái Hùng thực sự không dám ra tay với Chu Dương lần nữa. Ít nhất, Thái Hùng cũng không chắc bản thân tiếp tục ra tay có thể khống chế được Chu Dương hay không. Sau khi nghĩ về điều này, nhiều người đã bị chấn động, cả về mặt tinh thần lẫn cảm xúc. Ha ha, xem ra anh thực sự không dám đi qua đây, nếu như vậy, tôi đành phải bước qua rồi. Chu Dương khẽ cười, trong lòng thầm than một tiếng. Quả nhiên, tất cả đều bị anh đoán trúng, mặc dù Thái Hùng trông có vẻ vô cùng mạnh mẽ, nhưng nói cho cùng, người luôn tự cho mình ở vị trí cao hơn người khác, ắt sẽ có những điều không biết được. Về phương pháp mà Chu Dương dùng để đỡ đòn đấm kia của Thái Hùng không biết. Mà điều này, cũng trở thành lý do Thái Hùng phải kiêng nể Chu Dương. Chương 669, khí lực mạnh mẽ. Chu Dương khẽ quát một tiếng, dậm mạnh chân xuống đất rồi nhanh chóng xông về phía Thái Hùng. Anh biết Thái Hùng nổi tiếng mạnh mẽ, chỉ cần nhìn cơ thể cường tráng của hắn đã khiến người khác sợ hãi. Chu Dương quyết định dùng tốc độ để chiến đấu với Thái Hùng. Tốc độ của anh rất nhanh, lúc trước hồi học đại học, anh là người chạy cự ly ngắn xuất sắc nhất. Sau một thời gian ngắn luyện tập với Ngưu Xuyên, tốc độ của anh được cải thiện lên một tầm mới. Thế nên thấy Chu Dương bắt đầu xông lên, Thái Hùng cũng thấy hơi sợ hãi. Nhanh quá! Lúc này, không chỉ có Thái Hùng, mà tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Dù biết không phải trong phim, nhưng nhìn bóng Chu Dương mờ ảo như hư ảnh. Không ai nhìn rõ nổi anh như nào. Có vẻ anh đang chạy xung quanh vây lại Thái Hùng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hừ, đồ kém cỏi. Thái Hùng nổi giận lạnh lùng quát một tiếng. Bị Chu Dương đùa giỡn như vậy, hắn thấy bị sỉ nhục. Quan trọng là chuyện hôm nay chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài. Đến lúc đó, người khác biết được đường đường Thái Hùng của Thái gia lại bị một tên danh làm cho sứt đầu mẻ chán, thì danh tiếng của hắn sẽ bị tổn hại rất nhiều. Đến lúc đó, cả Thái gia cũng khó mà tránh khỏi đả kích. Vì thế mà Thái Hùng tức giận vô cùng. Nếu như lúc trước, Thái Hùng chỉ định ra tay nhẹ nhàng, dạy dỗ Chu Dương một bài học để cho anh biết hắn không thể bị hạ thấp, Thái gia không thể bị xúc phạm. Nhưng bây giờ, hắn muốn anh phải trả một cái giá đắt. Dừng lại cho tao. Thái Hùng quát lên một tiếng, lần này quyết không chừa cho Chu Dương một con đường sống, tung ra một quyền rất mạnh lao về phía trước.
chỉ một quyền mà tựa hồ xé gió rạch mây. Khiến cho mọi người đứng xem đều thấy kinh hoàng. Bọn họ không ngờ trình độ của Thái Hùng lại mạnh như vậy. Một quyền đánh ra, còn nghe được tiếng gió rít. Đây chính là thực lực của một tông sư võ giả. Nhiều người lúc này sắc mặt co cứng lại, ánh mắt nhìn Thái Hùng đầy vẻ dè chừng. Chẳng lẽ, còn trẻ tuổi như vậy, mà Thái Hùng đã đạt cảnh giới tông sư võ giả? Nếu không thì chiêu thức vừa rồi, sao mà mạnh đến xé gió rạch mây như vậy được? Tông sư võ giả khi phóng khí lực ngoài, có thể khiến đối thủ bị thương. Đó chính là chiêu thức này. Mà chiêu thức ấy cũng là điều kiện để chứng minh đó là tông sư võ giả. Là tông sư võ giả sao? Không thể nào, vừa rồi anh ta vừa dùng thuật điều khiển khí đúng không? Nhưng mới trẻ như vậy đã là tông sư võ giả, có khi còn là người trẻ nhất. Không phải, đây không phải tông sư võ giả. Thái Hùng chỉ là nắm được cách thức của tông sư võ giả. Thực lực hiện tại của anh ta, đến gần tông sư võ giả lắm rồi, khéo nửa bước chân là đạt đến cảnh giới đó. Chỉ cần chớp thời cơ, anh ta có thể thành công bứt phá, mà hôm nay đây, nói không chừng lại chính là cơ hội vàng đó. Mọi người rất kinh ngạc, bàn tán không dứt, có người còn cho rằng Thái Hùng đã đạt đến cảnh giới tông sư võ giả. Nhưng những người nhìn rõ được cách thức, biết rằng hắn ta chưa hề đạt đến trình độ đó, mà chỉ là nắm được một chút phương pháp thôi. Song dù có coi như vậy, cũng có thể nói Thái Hùng là thiên tài, không hổ từng được Thái lão gia ngợi khen, đây là tông sư võ giả trẻ nhất trong suốt trăm năm gần đây của Thái gia. Tuổi còn trẻ như vậy, chỉ còn nửa bước chân là đến cảnh giới tông sư võ giả, nghĩ lại thì để bứt phá như vậy, trở thành tông sư võ giả, cũng phải đến mấy năm. Thậm chí, nếu Thái Hùng may mắn, chiến thắng trong trận chiến với Chu Dương hôm nay, thì có thể thành tông sư võ giả. Trong phút chốc, mọi người nhìn về phía Thái Hùng với ánh mắt kỳ vọng. Dù trước đây, không ít người khó chịu thái độ phách lối của hắn, cho rằng nếu không cậy có Thái gia, hắn đã chẳng dám hỗn xược như vậy. Nhưng bây giờ mọi người đều thấy hắn là một tài năng, thậm chí là một thiên tài liều lĩnh, ngang tàng, có tố chất. Lời bàn tán của mọi người cũng lọt vào tai Chu Dương. Thật ra lúc vừa rồi Thái Hùng ra đòn, mạnh đến chém gió xẻ mây, cũng khiến anh hoảng hốt giật mình. Dĩ nhiên anh biết khí lực mạnh mẽ như vậy phóng ra ngoài. Đó là dấu hiệu của tông sư võ giả. Trong nháy mắt đó, Chu Dương thậm chí còn cho rằng Thái Hùng đã là tông sư võ giả rồi, sở dĩ không công bố ra ngoài là để giả ngu giả khờ nhằm hướng đến mục tiêu lớn hơn. Nhưng bây giờ, nghe thấy có người nói vậy, hơn nữa Chu Dương cũng không cảm nhận được áp lực tông sư võ giả từ Thái Hùng, thì anh mới biết Thái Hùng chưa đạt cảnh giới đó. Song trình độ hiện tại của hắn cũng đủ với Chu Dương rồi. Quyền hắn tung ra, cực kỳ uy lực, cực kỳ tốc độ. Chỉ trong một nhịp thở, quyền thức này giáng mạnh về phía trước, đánh vỡ tàn ảo ảnh của Chu Dương, khiến anh khó khăn làm mới dừng lại được. Nếu đòn này giáng trúng người anh, thì e là Chu Dương không chống đỡ nổi. Khi Chu Dương dừng lại rồi, quyền thức này chỉ cách anh có đúng một tấc nữa. Chỉ cần Thái Hùng tiến thêm về phía trước rồi tấn công, ra đòn sẽ đánh thẳng vào mặt Chu Dương. Lúc đó, chiêu này của Thái Hùng nhẹ nhất cũng khiến khuôn mặt anh biến dạng. Đến đúng lúc lắm. Song anh không hề hốt hoảng, trên mặt còn chẳng có chút sợ hãi. Chu Dương khẽ quát lên, sau đó hướng cơ thể sang trái, giơ hai tay lên ngăn chặn cú đấm của Thái Hùng. Lần này, Thái Hùng thấy quyền thức của hắn như bị trói chặt lại, không thể động đậy, cũng không thể phóng lực. Giờ phút đó, khắp người Chu Dương mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Chiêu thức này, đợt trước lúc còn ở tỉnh Tương Tây, Ngưu Xuyên đã dạy cho anh. Chiêu này gọi là châu lao xuống biển. Tên gọi như vậy, tức là khi dùng chiêu này, đối phương sẽ vận sức mạnh mẽ như đàn châu đang phi xuống biển, dù đối phương có mạnh hơn cũng không tài nào phóng lực ra được. Nhưng để sử dụng chiêu thức, yêu cầu đề ra cũng rất nghiêm khắc. Thực lực có thể kém đối phương, song phải chú ý bởi hao tổn đến cơ thể người dùng cũng không nhỏ. Lúc này, Chu Dương đang gánh chịu loại áp lực gây hao tổn đó. Khống chế được Thái Hùng, nhưng không có nghĩa hắn ta bỏ cuộc vùng vẫy. Thái Hùng giãy giụa không ngừng, điều này tạo nên áp lực khá lớn lên Chu Dương. Buông ra, có bản lĩnh thì mày hãy đường đường chính chính giao đấu với tao. Mặt Thái Hùng đỏ bừng bừng, phát hiện cả hai tay của mình không còn chút sức lực nào, khiến hắn tức giận điên lên. Mọi khí lực của hắn tập trung cả trên tay, vậy mà giờ tay không còn chút lực nào. Hơn nữa lại còn bị Chu Dương khóa chặt, tức là dù Thái Hùng có dồi dào sức lực đến đâu cũng chỉ vô ích. Câu quát của Thái Hùng như sấm giữa trời quang,
khiến bao người há hốc mồm vì kinh hãi. Chương 670, sức mạnh thật sự của tông sư nửa vời. Thái Hùng vừa nãy phóng khí lực mạnh mẽ ra ngoài, đây là tài năng chỉ có tông sư võ giả mới làm được. Nhưng hắn ta còn trẻ tuổi, cũng chưa đạt tới cảnh giới đó, dù ít nhưng nửa bước nữa mới đến ngưỡng cửa của tông sư võ giả. Song bây giờ, hắn ta lại nói với Chu Dương, muốn Chu Dương thả hắn ra, có bản lĩnh thì hãy đường đường chính chính giao đấu. Chẳng nhẽ hai người bọn họ vừa nãy không phải là trực diện đánh nhau sao? Hay là việc Chu Dương không chế được hắn ta, đó không phải dùng tài năng thật sự? Lúc này, mọi người đều yên lặng. Bọn họ không biết phải nói gì nữa. Rõ ràng mấy lần Thái Hùng tấn công đều bị Chu Dương hóa giải, thậm chí bây giờ còn bị Chu Dương khống chế hai tay, hiển nhiên hắn không mạnh bằng Chu Dương. Như vậy thì, Chu Dương là người bình thường, hay là kẻ không rõ lai lịch? Hay nói cách khác, lai lịch của anh chưa chắc đã thấp kém hơn Thái Hùng. Họ đều lên đến tầng 2 của câu lạc bộ Silver Lake, thân phận giờ cùng đẳng cấp, hoàn toàn sẽ bị giết chết nếu không có kỹ năng. Ví như Lý Minh Phong gặp Thái Hùng cũng phải nín thở, vì nếu hắn khiến Thái Hùng không hài lòng, Thái Hùng sẽ lập tức đánh chết hắn ngay. Nên hắn không dám ngạo mạn. Song Thái Hùng chỉ đến tầng 2 của câu lạc bộ, điều này ai cũng biết. Nhưng lúc Chu Dương xuất hiện, anh cũng ở tầng 2, song chẳng ai rõ thân phận như nào, không ai biết anh rốt cục có phải ở tầng 2 không. Hay anh là người từ tầng 3 xuống? Họ Chu kia, mau thả anh Hùng ra, không muốn chết thì mau cúi đầu tạ lỗi anh Hùng. Lúc này, Lý Minh Phong nhảy ra la mắng Chu Dương. Giống như việc Chu Dương khống chế hai tay Thái Hùng là việc gì đó cực kỳ tàn bạo. Ở đây có chỗ cho mày nói à? Cút! Chu Trương chỉ liếc mắt nhìn Lý Minh Phong một cái, rồi đuổi thắng cổ hắn ra ngoài. Sau đó anh không để ý hắn ta nữa, như thể hắn chỉ là con ruồi con nhặng, không đáng quan tâm. Thái Hùng, tôi không biết anh là ai, nhưng cũng từng nghe nói tới Thái Gia. Nếu là người của Thái Gia mà thực lực chỉ như anh thế này, thì Đông Hải không cần sự tồn tại của Thái Gia các anh. Chu Dương nói xong, khiến toàn bộ mọi người ở tầng 2 phòng khách, những người đang đứng xung quanh chứng kiến vụ việc ở câu lạc bộ Silver Lake, đều ngẩn người hết ra. Sau đó họ mới bừng tỉnh, nhìn Chu Dương với ánh mắt kỳ cục, như là nhìn một thằng ngốc. Trời ơi, tôi nghe nhầm không vậy? Anh ta nói cái gì thế? Đông Hải không cần sự tồn tại của Thái Gia. Đúng thế, anh ta không biết địa vị và thực lực của Thái Gia sao? Ây, tuổi còn trẻ mà đã kiêu căng, tự cho mình vô địch thiên hạ. Chỉ là Thái Hùng không đánh lại được mà đã nghĩ là cả Thái Gia không ai làm gì được anh ta sao? Đúng là hão huyền. Đúng vậy, chẳng cần toàn bộ Thái Gia ra tay, chỉ cần Thái Lão Gia tấn công, tên nhãi không biết đạo lý kia sẽ bị hạ gục. Mọi người bàn luận sôi nổi, coi thường lời Chu Dương vừa nói. Họ cho rằng anh không biết nặng nhẹ, ăn nói huyên hoang. À, được, được lắm. Thái Hùng tao sống hơn 20 năm nay, lần đầu tiên nghe những lời như vậy, hoàn toàn không nghĩ mày lại như thế này. Nhưng bây giờ thì xem ra, nếu không dạy dỗ mày tử tế, mày lại không biết phép tắc. Khóe miệng Thái Hùng nhếch lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ dữ tợn, quát lên một tiếng, hai tay dù bị khống chế nhưng dùng chân đã về phía trước. Lúc này Chu Dương chưa kịp đề phòng, lại bị Thái Hùng bất ngờ đá trúng, chỉ có thể buông hai tay hắn ra, cả người lùi vội về phía sau. Hai tay anh hướng xuống, dùng lực ngăn cản chân Thái Hùng. Nhưng anh cảm giác hai tay mình run lẩy bẩy, cả người liên tục bị đẩy lùi, chạm đến tận lan can mới dừng lại được. Hai tay Chu Dương vẫn run run không ngừng, hơn nữa, chỗ lòng bàn tay chống đỡ chân Thái Hùng đỏ rực lên như bị luộc chín. Không chỉ thế, cảm giác tê dại còn chạy dọc hai cánh tay. Điều này khiến anh khiếp sợ vô cùng, ánh mắt nhìn Thái Hùng có chút thay đổi. Anh không ngờ hắn lại mạnh tới vậy. Dù hai tay bị mình khống chế, nhưng chỉ bằng một chân đã phát ra uy lực khủng khiếp, mạnh hơn cú đấm vừa rồi đến mấy lần. Nếu từ đầu Thái Hùng đã dùng chân, Chu Dương nghĩ khéo anh không chống đỡ nổi mấy hiệp. Đây mới là thực lực thật sự của Thái Hùng. Đó cũng là sức mạnh của tông sư nửa vời, thiếu nửa bước nữa là tới cảnh giới tông sư. Sắc mặt Chu Dương trở nên khó coi, anh biết bản thân đã chủ quan khinh địch. Nếu bây giờ có Ngưu Xuyên ở đây, anh sẽ không lo lắng như vậy, vì hết thảy đều có Ngưu Xuyên ở đằng sau hỗ trợ. Nhưng giờ một thân một mình, trừ bản thân ra thì chẳng còn gì để dựa vào nữa. Nghĩ vậy, trong lòng Chu Dương thầm trách bản thân. Anh không tin chuyện xảy ra ở đây người của câu lạc bộ lại không biết, Trần Thế Hảo cũng không hay. Nếu bọn họ biết nhưng không xuất hiện,
tức là họ cố ý làm vậy. Chu tiên sinh, anh thế nào, có sao không? Thấy Chu Dương bị đe dọa, Liễu Tuyết vội vàng chạy tới, khuôn mặt lo lắng nhìn Chu Dương, ánh mắt đảo nhanh khắp người kiểm tra một lượt, sợ anh bị thương ở đâu. Tôi không sao. Chu Dương phẩy tay nhẹ giọng đáp, nhìn thấy sự lo âu trên mặt Liễu Tuyết, anh cũng thấy hơi áy náy. Cảm giác tuyệt vọng này giống như là lúc anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng anh hùng lại không đủ tầm đánh nhau với đối thủ. Thậm chí, trong mắt vài người, hành động của anh chỉ là giả danh hảo hán, chẳng có chút tài nghệ. Liễu Tuyết nhìn vào là biết chỉ là người bình thường, nên bọn họ cũng không coi ra gì. Thậm chí, đa số những người ở Silver Lake, chỉ cần muốn là họ có thể ra ngoài, tùy tiện ngoắc ngoắc tay là đã có vài cô gái như Liễu Tuyết hầu hạ, thậm chí những người còn trẻ đẹp hấp dẫn hơn Liễu Tuyết cũng ùn ùn kéo đến như ong bướm tìm hoa. Hừ, dám mạnh miệng, để xem sau này mày dám to mồm nữa không? Thái Hùng lạnh lùng nói, vặn vặn cổ tay, sắc mặt tối sầm lao về phía Chu Dương. Lần này hắn không chỉ dùng nắm đấm, mà còn dùng chân bay lên, xông về hướng anh. Chu tiên sinh, cẩn thận. Liễu Tuyết kêu lên thất thanh, vội vàng đứng chắn trước người Chu Dương. Lúc này cô cũng không hiểu sao mình lại làm thế. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ không được để anh bị thương, chứ không hề bận tâm chuyện sức lực của mình sao ngăn được một đòn tấn công từ Thái Hùng. Giây phút đó, kể cả Chu Dương có đẩy Liễu Tuyết ra đằng sau cũng không kịp nữa rồi. Mà mọi người ai cũng đoán được kết cục xảy đến với Liễu Tuyết là gì. Chương 671, đe dọa. Đợi đã. Đúng trong khoảng thời gian nghìn cân treo sợi tóc này, một giọng nói lãnh đạm đột ngột vang lên. Sắc mặt mọi người trở nên khác lạ, lẽ nào trong lúc này còn có người đứng lên nói giúp cho Chu Dương. Thế nhưng, Thái Hùng dường như không nghe thấy, tốc độ cú đá không hề thuyên giảm. Hừ. Trong khoảnh khắc Thái Hùng đá sang Liễu Tuyết, một tia sáng chợt lóe lên. Không ai nhìn thấy nó là gì, cũng không ai phản ứng lại. Mọi người đều đang nghi ngờ, tia sáng đó rốt cuộc là cái gì, phát ra từ đâu, sẽ phát đến những đâu. À, lúc này, một tiếng gào thét đau đớn bỗng vang lên. Mọi người nhìn sang hướng âm thanh phát ra, đến lúc tất cả nhìn rõ ràng, đôi mắt chợt nhíu lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Theo tình huống bình thường mà nói, cú đá của Thái Hùng lẽ ra phải chạm trúng người Liễu Tuyết, còn Liễu Tuyết cho dù không chết thì ít nhất cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng bây giờ, Liễu Tuyết vẫn bình an vô sự đứng trước mặt Chu Dương. Trái lại với khí thế mạnh mẽ của Thái Hùng vừa nãy, lúc này hắn đang ôm lấy một chân, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái mét. Mọi người nhìn thấy chân Thái Hùng đang ôm chặt, lúc này bị một con dao đâm thẳng vào, máu chảy đầm đìa. Hả? Đây chẳng phải là cái chân vừa nãy Thái Hùng đá ra sao? Lẽ nào ánh sáng vừa nãy chính là con dao này? Nhưng rốt cuộc là ai làm? Lẽ nào là giọng nói vừa rồi? Sắc mặt mọi người đầy sợ hãi. Đặc biệt lúc mọi người nhìn thấy một chân của Thái Hùng bị con dao đâm xuyên qua, máu chảy ròng ròng, hơn nữa, nhìn bộ dạng của Thái Hùng hình như rất đau đớn. Trong chốc lát, mọi người liền nghĩ đến giọng nói khi nãy. Khi Thái Hùng tung cú đá muốn đạp bay Liễu Tuyết, có một giọng nói đột nhiên vang lên, ý bảo Thái Hùng ngừng lại. Nhưng Thái Hùng dường như không nghe thấy, hoặc là có nghe cũng không quan tâm. Cho nên, chủ nhân của giọng nói đó rất không vừa lòng, mới ném ra con dao sắc nhọn, bày tỏ sự bất mãn với Thái Hùng. Mọi người lập tức nhìn ngang nhìn dọc, muốn xem thử rốt cuộc là ai. Thế nhưng, điều khiến mọi người thất vọng là không có khuôn mặt mới nào xuất hiện ở tầng 1 hay tầng 2. Điều này có nghĩa không phải nhóm người bọn họ làm. Vậy thì, sẽ là ai đây? Là ai, đứng ra đây cho bố mày? Thái Hùng đau đớn ôm chân, mồ hôi nhễ nhại trên trán, toàn thân cũng run lên bần bật. Người khác chỉ thấy con dao này đâm xuyên qua chân của hắn, máu chảy không ngớt, nhưng họ lại không biết, trên con dao này lại tồn tại một luồng chân khí. Luồng chân khí ở trên con dao đâm xuyên qua chân của Thái Hùng, chân khí nhân cơ hội tàn phá kinh mạch trong cơ thể Thái Hùng. Khiến kinh mạch của hắn không thông, thậm chí còn cảm thấy cơ thể có một luồng khí đấu đá lung tung bên trong. Nếu không, một con dao nhỏ bé không thể nào khiến Thái Hùng trở nên như vậy. Một tiếng hét dữ dội vang lên, Thái Hùng nhanh chóng tìm một bậc thềm ngồi xuống. Hắn không có cách nào để rút con dao ra, một khi sơ suất, luồng chân khí đó sẽ mãi mãi ở lại trong cơ thể, gây ra vô số tổn hại cho hắn. Thái Hùng biết rõ. Chỉ có tông sư võ giả mới có thể giữ lại chân khí ở trên con dao. Nói cách khác, cho dù người ném con dao này không phải là tông sư võ giả,
ít nhất cũng quen biết với tông sư võ giả. Thái Hùng thật sự sắp không chịu nổi sự giày vò đau đớn này. Nếu như hắn bị tàn phế vì con dao, vậy thì, toàn bộ Thái gia sẽ phát điên lên, nhất định sẽ kiên cường chiến đấu đến cùng với hung thủ. Cho nên bây giờ, Thái Hùng cũng không quan tâm rốt cuộc là ai ném con dao. Bởi vì bất luận người đó là ai thì cũng đã gây thù chuốc oán với Thái gia, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Một số người thật sự đã quên mất các quy tắc ở đây. Còn lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang đến. Một bóng người đi chậm rãi từ tầng 3 bước xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Thái Hùng, vẻ mặt nghiêm túc. Ồ, thì ra là ông ấy. Không ngờ đấy, tôi suýt chút nữa đã quên mất, không được phép gây chuyện ở câu lạc bộ Silver Lake. Vậy tại sao vừa nãy ông ấy không xuất hiện? Không biết, lẽ nào ông ấy thật sự dám trở thành kẻ thù của Thái gia sao? Mọi người liếc nhìn bóng người kia, hít sâu một hơi, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trần Thế Hào, ông chủ của câu lạc bộ Silver Lake. Không ai ngờ, ông chủ của câu lạc bộ Silver Lake lại xuất hiện vào lúc này, hơn nữa nhìn bộ dạng cùng giọng nói của ông, dường như đang đứng về phía Chu Dương. Chí ít, dùng giọng điệu răn dạy để nói với Thái Hùng, tuyệt đối không thể đứng về phía Thái Hùng. Mà điều càng làm cho mọi người ngạc nhiên là nếu như lời vừa nãy cũng là Trần Thế Hào nói, vậy thì con dao đâm qua chân của Thái Hùng cũng có khả năng do Trần Thế Hào phóng ra. Tại sao? Thấy Trần Thế Hào xuất hiện, con người của Thái Hùng co lại, lạnh lùng hỏi. Điều này có nghĩa là hắn đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Nếu như lúc đó, đổi lại người khác xuất hiện nói những lời này, Thái Hùng không dám đảm bảo, bản thân có liều mạng bắt đối phương phải trả giá hay không. Nhưng người xuất hiện bây giờ lại là Trần Thế Hào, ông chủ của câu lạc bộ Silver Lake. Nếu như nói, câu lạc bộ Silver Lake có thể trở thành nguyên nhân khiến cho hầu hết các thế lực và gia tộc ở Đông Hải kiêng dè, thì phần đông trong số đó đều đứng về phía Trần Thế Hào. Cho dù lão gia của Thái gia xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ phải giữ thể diện cho Trần Thế Hào. Đây là quy tắc, cũng chính là sức mạnh uy quyền có được khi năm đó câu lạc bộ Silver Lake đã khiến một gia tộc hạng hai hoàn toàn biến mất khỏi Đông Hải. Cho nên, Thái Hùng không thể nhiều lời, cũng không dám nói nhiều. Chỉ có nét oán hận trên mặt, không ngừng bộc lộ sự phẫn nộ. Xem ra rất nhiều người đã quên quy tắc của câu lạc bộ Silver Lake rồi. Trần Thế Hào bình thản nói, không hề đáp lại câu hỏi của Thái Hùng, mà ánh mắt tập trung vào mọi người. Ngay lập tức, mọi người đều cảm nhận một áp lực vô hình bao phủ về phía họ. Trần Tổng, rõ ràng là họ ra tay với tôi trước, anh Hùng chẳng qua muốn giúp tôi mà thôi. Lý Minh Phong vội vàng lên tiếng, muốn giúp đỡ cho Thái Hùng. Thế nhưng, hắn chưa nói xong, đã bị Trần Thế Hào ngắt lời. Từ khi nào đến lượt cậu lên tiếng? Vẻ mặt Trần Thế Hào hững hờ, lạnh lùng nhìn Lý Minh Phong. Chỉ một ánh nhìn cũng khiến cho Lý Minh Phong như rơi vào hố băng. Lý Minh Phong nhìn thấy sự hung dữ và lạnh lùng vô tận từ trong ánh mắt này, hơn nữa, trong bóng tối còn có một loại cảm giác, giống như nếu hắn nói thêm một câu nữa sẽ phải nằm xuống và bò ra khỏi đây. Lý Minh Phong lập tức ngậm chặt miệng câm như hến. Dồn sức lau mồ hôi trên trán, tim đập thình thịch không ngừng. Nếu không phải Thái Hùng ở đây, hơn nữa có nhiều người quan sát, Lý Minh Phong e rằng sớm đã chạy thoát thân. 13 năm trước, câu lạc bộ Silver Lake vừa thành lập, năm đó, Tiết gia cũng không tuân thủ quy tắc như vậy. Trần Thế Hào nhẹ nhàng nói. Mà lời này vừa nói ra khiến toàn thân Lý Phong Minh càng thêm run rẩy. Cơ thể của Thái Hùng cũng cứng đờ lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí dưới mắt lóe lên một sự nhục nhã. Còn mọi người cũng thầm nhớ lại Tiết gia, bọn họ đột nhiên im lặng, sợ nói ra những điều không hay sẽ đắc tội với Trần Thế Hào. Chương 672, Quy tắc. Tiết gia đã từng là gia tộc hạng hai ở Đông Hải, thậm chí, thực lực của gia tộc này cũng tương đương với Lý gia ngày nay. Nhưng năm đó, khi câu lạc bộ Silver Lake mới thành lập, Tiết gia muốn ra tay làm khó dễ câu lạc bộ Silver Lake. Vốn dĩ những chuyện như vậy cũng không có gì mới ở Đông Hải, hơn nữa, không ít thế lực và gia tộc ở Đông Hải cũng đã từng làm. Trong mắt người khác, Tiết gia làm như vậy cũng không có gì đáng trách, có lẽ, một câu lạc bộ Silver Lake vừa mới đến cũng không dám phản kháng. Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ và sửng sốt là ngày hôm sau, câu lạc bộ Silver Lake bình yên vô sự, còn Tiết gia lại hoàn toàn biến mất chỉ trong một đêm. Sau khi Tiết gia hoàn toàn biến mất trong một đêm, hầu hết sản nghiệp của Tiết gia dường như đều chuyển sang tên của câu lạc bộ Silver Lake, điều này thật sự đã khiến cả thành phố Đông Hải phải dè chừng.
Lúc đó, tất cả đều biết nguyên nhân thật sự làm Tiết gia biến mất trong một đêm. Cũng vào thời điểm đó, các thế lực và gia tộc lớn ở Đông Hải ngầm thừa nhận một quy tắc. Không được gây chuyện ở câu lạc bộ Silver Lake. Bây giờ, Trần Thế Hào lại nhắc đến chuyện của Tiết gia, không nói cũng hiểu đó là ý nghĩa của lời cảnh cáo. Mọi người đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, không dám nhìn thẳng vào Trần Thế Hào. Bọn họ không muốn ở đây tiếp tục hóng hớt nên lẳng lặng rời đi. Lúc này cảm nhận của hai người Thái Hùng và Lý Minh Phong đều giống nhau. Bọn họ nghe thấy sự châm biếm mỉa mai trong lời nói của Trần Thế Hào. Trần Tổng, chúng tôi không gây chuyện. Lý Minh Phong nhanh chóng giải thích, nhưng giải thích được một nửa thì đột nhiên nghĩ đến lời vừa nãy của Trần Thế Hào nên không dám lên tiếng nữa. Lúc này, mọi sự chú ý của Trần Thế Hào có lẽ đều tập trung vào Thái Hùng, không phải hắn. Bây giờ, nếu mạo hiểm ra mặt, chẳng phải mong Trần Thế Hào chú ý tới hắn sao? Nghĩ đến điều này, Lý Minh Phong im lặng miệng câm như hến, thậm chí, còn hy vọng hòa vào trong đám đông, bớt lộ liễu. Lúc đó, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Trần Thế Hào, Chu Dương và Thái Hùng. Chu Dương và Thái Hùng xem là người có liên quan, hai người này cũng thật sự đã động tay động chân, gây ra chuyện. Bây giờ, đối với họ, những gì nên làm hầu như đều nằm trong suy nghĩ của Trần Thế Hào. Các anh nói, Trần Tổng sẽ xử lý ra sao? Cái này khó nói, tuy thái độ vừa nãy của Trần Tổng rất cứng rắn, nhưng một Tiết gia không thể so sánh với Thái gia ở Đông Hải, tôi nghĩ Trần Tổng chắc sẽ phân biệt rõ ràng. Chuyện này khó nói, phải biết rằng, con dao kia ở trên chân Thái Hùng rất có khả năng do Trần Tổng ném. Tiếp tục chờ xem đi, đừng nói nữa, tránh tự rước họa vào thân. Mọi người bàn tán sôi nổi một hồi, rồi bỗng nhiên im bặt. Nếu như ông không đến, tôi còn tưởng rằng hôm nay phải chịu thiệt ở đây rồi. Bầu không khí căng thẳng, nhưng lúc này, Chu Dương được Liễu Tuyết che chở phía sau lại đột nhiên bật cười, sau đó liếc nhìn Trần Thế Hào với vẻ mặt không vui, giống như đang oán trách Trần Thế Hào. Mọi người đều sững sờ khi nghe Chu Dương nói vậy. Điều này có ý nghĩa gì? Chu Dương quen biết với Trần Thế Hào sao? Hơn nữa, quan hệ giữa hai người rất tốt. Mọi người mơ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn Thái Hùng sau khi nghe Chu Dương nói như vậy, đôi mắt càng nhíu chặt. Vốn dĩ hắn không giống những người khác, hoài nghi có phải Chu Dương đang đánh lạc hướng sự chú ý của người khác bằng lời nói này hay không. Dù sao, nếu như lời Chu Dương nói là giả, vậy thì Trần Thế Hào chính là người đầu tiên không buông tha anh. Nhưng sau khi Chu Dương nói xong, Thái Hùng rõ ràng nhìn thấy nụ cười trên mặt của Trần Thế Hào. Lời nói này là thật. Lúc này, trái tim của Thái Hùng hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn tuyệt đối không thể ngờ, Chu Dương lại quen biết Trần Thế Hào, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người còn thân thiết vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Thậm chí, rất có khả năng, Chu Dương đi xuống từ tầng 3. Không đợi Thái Hùng nghĩ nhiều, lời tiếp theo của Trần Thế Hào đã xác nhận những suy nghĩ trong đầu hắn. Vừa rời chỗ tôi liền gặp chuyện như vậy, tôi nên nói cậu có được sự ưu ái của phụ nữ, hay nói cậu là kẻ gây rối? Trần Thế Hào nhìn Chu Dương, cười lãnh đạm, rồi khẽ lắc đầu, trên mặt tỏ vẻ bất lực. Chu Dương vừa ra khỏi phòng làm việc của ông ấy, chưa đến 10 phút đã gặp phải chuyện như vậy, hơn nữa Chu Dương còn đánh nhau với Thái Hùng của Thái gia. Nếu như không nghe cấp dưới báo cáo để Trần Thế Hào quyết định tự mình đến xem, Chu Dương có lẽ sẽ bị thương. Trần Thế Hào không chút biểu cảm nói, vì đây đều là sự thật. Nhưng khi đến tai mọi người, lại giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động mọi người tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn Trần Thế Hào, sau đó ánh mắt chậm rãi hướng về Chu Dương, vẻ mặt thẫn thờ. Anh vừa rời khỏi phòng làm việc của Trần Thế Hào. Không ai ở đây không biết phòng làm việc của Trần Thế Hào ở đâu, Trần Thế Hào sử dụng tầng 3 của câu lạc bộ Silver Lake làm phòng làm việc chuyên dụng và chỗ nghỉ ngơi. Điều này có nghĩa là Chu Dương vừa từ tầng 3 đi xuống, vốn dĩ không phải người chỉ có thể lên tầng 2. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề chính, mà trọng điểm chính là giọng điệu của Trần Thế Hào nói với Chu Dương. Giọng điệu này, không hề lạnh lùng và cứng nhắc, tuy nghe có chút đùa giỡn, nhưng vì vậy càng thể hiện rõ mối quan hệ gần gũi giữa hai người. Chu Dương này lại có quan hệ thân thiết với Trần Thế Hào của câu lạc bộ Silver Lake. Mọi người hít thở sâu, tim đập loạn xạ. Đây không phải kết quả mà không ai ngờ đến. Bây giờ, có Trần Thế Hào ở đây, Chu Dương chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Thái Hùng, lộ ra vẻ đồng cảm và thương hại. Với thân phận và thực lực của Thái Hùng,
chỉ cần không làm gì quá đáng ở trong câu lạc bộ Silver Lake, thì sẽ không ai gây rắc rối cho hắn. Có điều, vừa nãy Thái Hùng ra mặt giúp đỡ cho Lý Minh Hùng, gây thù chuốc oán với Chu Dương. Mà Chu Dương lại là bạn của Trần Thế Hào. Phải biết rằng, có thể ngồi ngang hàng với Trần Thế Hào thì ít nhất phải là thế hệ thứ hai của những gia tộc lớn. Hiển nhiên, trong mắt của Trần Thế Hào, Chu Dương cùng tầng lớp với thế hệ thứ hai của những gia tộc lớn kia. Thái Hùng bịt miệng vết thương do con dao đâm vào, vẻ mặt đau đớn, trong lòng rỉ máu. Cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, Thái Hùng càng thêm xấu hổ và giận dữ, nếu như không phải vẫn giữ thể diện cho Thái gia, bây giờ hắn thật sự bất tỉnh ngay tại chỗ rồi. Trần Thế Hào vẫn đứng bên cạnh Chu Dương, lần này, bất luận Thái Hùng có lý do và nguyên nhân gì, cũng sẽ không ra tay với Chu Dương nữa. Thậm chí, ngay cả bị con dao đâm sâu vào chân cũng không có chỗ để nói lý lẽ. Tôi cũng không ngờ gặp phải chuyện như vậy, nhưng thấy bạn bè gặp phiền phức, không giúp cũng không phải tác phong làm việc của tôi. Chu Dương bất lực nhún vai, đang dựa vào lan can liền đứng bật dậy, vận động tay chân một lát, cảm thấy tốt hơn nhiều. Một giây sau, ánh mắt của Chu Dương tập trung vào người Thái Hùng. Chương 673, Bồi thường. Cả đại sảnh tầng 1 và tầng 2 của câu lạc bộ Silver Lake đều yên tĩnh lạ thường. Mọi người im lặng nhìn Chu Dương, muốn xem thử anh sẽ đối phó với Thái Hùng ra sao. Dù sao bây giờ Chu Dương cũng có Trần Thế Hào chống lưng. Không phải nói quá, lúc này ở câu lạc bộ Silver Lake không ai có thể động đến Chu Dương. Theo ánh mắt Chu Dương nhìn về phía Thái Hùng, không ít người lại càng ngừng thở, trên gương mặt ửng đỏ, hồi hộp mong đợi. Bọn họ không biết Chu Dương sẽ đối phó với Thái Hùng thế nào, nhưng cho dù xử lý ra sao, mâu thuẫn giữa Chu Dương và Thái Hùng có thể xem là thật sự kết thúc. Lúc này nó đã trở thành mâu thuẫn giữa Chu Dương và Thái gia. Không sai, ở câu lạc bộ Silver Lake quả thật Thái Hùng không thể làm gì Chu Dương. Thậm chí, vì sự tồn tại của Trần Thế Hào, ngược lại Thái Hùng sẽ chịu sự chèn ép của Chu Dương. Nhưng cả một Đông Hải rộng lớn, ảnh hưởng của câu lạc bộ Silver Lake cũng không có phạm vi lớn như thế. Trừ phi Chu Dương vẫn luôn ở câu lạc bộ Silver Lake, vĩnh viễn không rời khỏi đây. Nếu không, Thái Hùng mượn thực lực của Thái gia, nhất định có thể lấy lại thể diện, trả được mối thù hôm nay. Huống hồ, nếu Chu Dương thật sự ra tay giết Thái Hùng. Cho dù có Trần Thế Hào chống lưng, những người khác của Thái gia, đặc biệt là lão gia của Thái gia, nhất định sẽ không chịu để yên. Ngay cả Trần Thế Hào khi đối mặt với lão gia của Thái gia cũng không thể cứ mạnh mẽ như vậy được. Dẫu sao, trong nhiều lời đồn lão gia của Thái gia là một tông sư võ giả chân chính, thuộc top đứng đầu trong cả nước, tuyệt đối không phải kiểu tông sư nửa vời như Thái Hùng có thể so sánh được. Mày muốn làm gì? Thái Hùng vịn lan can, sắc mặt u ám, vô cùng khó coi. Cảm nhận được ánh mắt Chu Dương, trong lòng Thái Hùng càng tức giận. Nếu không phải Trần Thế Hào xuất hiện, Thái Hùng sẽ có thể dễ dàng xử lý Chu Dương. Vừa nghĩ đến bản thân bây giờ bị Chu Dương chèn ép, mà tất cả nguyên do đều vì Trần Thế Hào, sự căm phẫn trong lòng Thái Hùng đối với Trần Thế Hào, đối với câu lạc bộ Silver Lake càng thêm mãnh liệt. Nhưng Thái Hùng cũng biết đạo lý người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bây giờ một mình hắn ở đây, căn bản không thể đối nghịch với cả câu lạc bộ Silver Lake. Anh còn nhớ lời tôi nói vừa nãy chứ? Chu Dương hờ hững nói, giờ khắc này anh cũng không chế giễu Thái Hùng. Bởi vì Chu Dương biết, nguyên nhân tình trạng hòa hoãn giữa mình và Thái Hùng bây giờ, đều bởi vì sự xuất hiện của Trần Thế Hào. Nếu không, với một cú đá vừa nãy của Thái Hùng, Chu Dương đã không thể ngăn cản. Chu Dương vừa nói xong, Thái Hùng liền sững sờ. Không chỉ hắn, những người khác càng cảm thấy thắc mắc khó hiểu. Bởi vì vừa nãy Chu Dương nói rất nhiều, đột nhiên bây giờ lại thốt ra câu hỏi như vậy, ai mà nhớ được chứ? Tao không biết mày đang nói gì, nếu mày muốn sỉ nhục tao, cứ việc lao qua đây, Thái Hùng tao hôm nay nếu nhíu mày một chút thì không xứng trở thành người của Thái gia. Thái Hùng cố nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng nói. Cho dù bây giờ trong tình thế không bằng người ta, nhưng Thái Hùng cũng biết mình không thể làm yếu khí thế của Thái gia. Ha ha, xem ra anh đã quên rồi, nhưng không sao, đợi một ngày nào đó tôi thực hiện được thì anh sẽ hiểu thôi. Đối với câu trả lời này của Thái Hùng, dường như Chu Dương căn bản không hề để ý, anh không hề tỏ ra mình đang tức giận. Ngược lại, Chu Dương tỏ rõ vô cùng dửng dưng. Hôm nay nể mặt Trần Tổng, tôi sẽ không làm gì anh, nhưng lần sau, anh sẽ không may mắn thế đâu. Còn nữa, nếu anh đã sớm giúp Lý Minh Phong ra mặt,
vậy hắn ra tay với bạn của tôi, thì nên trả một cái giá. Lời của Chu Dương vô cùng nhẹ nhàng, lọt vào tai mọi người lại tựa như thiên lôi sấm sét, khiến mọi người hoảng sợ không thôi. Đang đùa à? Chu Dương lại có thể buông tha cho Thái Hùng như vậy. Còn nói lần sau gặp lại, Thái Hùng sẽ không may mắn như hôm nay. Ánh mắt mọi người nhìn Chu Dương đều đã thay đổi. Nếu như nói, Trần Thế Hào xuất hiện, sau khi biểu hiện mối quan hệ giữa ông ấy và Chu Dương rất tốt, Chu Dương ở trong lòng mọi người đã trở nên thâm sâu khó lường. Giờ phút đó, Chu Dương giống như biến thành một người khác, trở nên thối tha và không biết xấu hổ. Vừa nãy nếu như không phải Trần Thế Hào đột nhiên xuất hiện, vậy người bị chèn ép không phải Thái Hùng, mà là Chu Dương. Khóe miệng không ít người hơi co giật, quay mặt đi, không muốn nhìn Chu Dương, chỉ sợ bản thân không nhìn được mà nói ra lời Chu Dương thối tha không biết xấu hổ gì đó, tự nhiên chuốc lấy phiền phức. Thái Hùng cũng khẽ cắn răng, thề rằng nhất định phải khiến Chu Dương trả giá. Nhưng lời thề như vậy, đương nhiên Thái Hùng không thể nói thẳng. Nếu như nói ra, bị Chu Dương nghe thấy, ngộ nhỡ thay đổi chủ ý, vậy thì đối với Thái Hùng mà nói không phải là chuyện tốt. Nhưng câu thứ hai của Chu Dương lại một lần nữa thu hút ánh mắt của mọi người. Lúc này, mọi người mới nhớ lại, giữa Chu Dương và Thái Hùng dường như không bùng phát xung đột trực tiếp gì. Mọi nguyên nhân của việc xung đột, chẳng qua chỉ là Thái Hùng muốn thay Lý Minh Phong ra mặt, nhưng Chu Dương không nể mặt mà thôi. Lý Minh Phong. Thoáng chốc, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Lý Minh Phong. Cho dù trốn trong đám đông, Lý Minh Phong vẫn có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang hướng về mình. Lập tức toàn thân run rẩy, ngẩng đầu lên hơi khó coi, nhìn mọi người, khuôn mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn căn bản sẽ không ngờ được chuyện sẽ thành ra như vậy. Bản thân hắn chẳng qua chỉ là vì một cô gái không cẩn thận đụng phải, mà bản thân lại trong lúc say rượu, nhìn thấy người đẹp, lòng sinh ra dục vọng, muốn đưa cô ta lên phòng tầng 2 chơi đùa một chút. Lúc đầu xuất hiện một Chu Dương, người của hắn căn bản không phải đối thủ của anh. Ngay sau đó, Thái Hùng xuất hiện, muốn giúp hắn ra mặt. Điều này vốn dĩ khiến Lý Minh Phong cảm thấy vô cùng hài lòng, còn cho rằng chuyện này cứ qua đi như vậy. Nhưng không ai ngờ được, sau khi Thái Hùng nói ra tên tuổi danh tiếng của mình, tên Chu Dương đó lại không hề nể mặt. Thái Hùng tức giận, muốn ra tay với Chu Dương, mà Chu Dương quả thật cũng không phải đối thủ của Thái Hùng, thậm chí còn bị Thái Hùng hạ gục. Nhưng có ai ngờ được, vào lúc này, ông chủ của câu lạc bộ Silver Lake Trần Thế Hào đã xuất hiện. Hơn nữa còn quen biết với Chu Dương. Tình thế bây giờ chuyển biến đột ngột, Thái Hùng lập tức rơi vào cục diện vô cùng bị động. Trong thời gian 10 phút ngắn ngủi, Lý Minh Phong lại cảm thấy mình giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, tâm trạng kích động lên xuống, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Mà lúc này, Chu Dương lại nhìn về phía hắn, muốn truy cứu trách nhiệm của tên đầu sỏ gây tội này. Tôi đã thả người rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Lý Minh Phong không thể không lên tiếng nói chuyện. Nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn như vậy, nhất là ánh mắt của Chu Dương và Thái Hùng, khiến áp lực của Lý Minh Phong đột nhiên tăng lên không biết bao nhiêu lần. Thậm chí Lý Minh Phong hiểu được, nếu bây giờ không lên tiếng phủi bỏ trách nhiệm, cho dù là Chu Dương hay Thái Hùng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nếu không phải tôi, cậu sẽ thả người dễ dàng như vậy à, huống hồ bạn của tôi đã bị dọa sợ, lẽ nào cậu muốn vô trách nhiệm như vậy? Không định bồi thường một chút sao? Chương 674, 50 triệu. Chu Dương khẽ lắc đầu, nhìn ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi của Lý Minh Phong. Thực ra anh đã nghĩ rằng, tuy lần này anh cứu được Liễu Tuyết, nhưng cũng bởi vậy mà đã đắc tội với Lý Minh Phong và Thái Hùng. Hai người này là hai nhân vật quan trọng thuộc đời thứ ba của Lý Gia và Thái Gia, là hai kẻ vô cùng nổi bật trong gia tộc, có thể dễ dàng huy động được lực lượng lớn trong gia tộc của họ. Chu Dương cảm thấy bản thân anh vẫn tốt hơn Liễu Tuyết một chút. Bởi vì Lý Gia và Thái Gia không dám trắng trợn gây khó dễ cho anh, càng huống hồ, bên cạnh anh còn có Ngưu Xuyên một người không hề sợ bất cứ thứ gì. Nhưng Liễu Tuyết lại không giống như vậy. Từ đầu đến cuối, trong việc này, Liễu Tuyết vừa là người bị hại đầu tiên, cũng là người có gia thế yếu kém nhất. Người như vậy, rất dễ trở thành đối tượng báo thù của Lý Minh Phong và Thái Hùng. Thậm chí, có những kẻ vì để lấy lòng của hai người họ, sẽ chủ động đến gây phiền phức cho Liễu Tuyết. Cho nên, cô đã không còn thích hợp để tiếp tục ở lại Đông Hải nữa, sự lựa chọn tốt nhất của cô chính là nắm bắt thời gian, đợi sau khi nhận được tiền bồi thường của Lý Minh Phong, nhanh chóng rời khỏi Đông Hải, trở về quê hương của mình, hoặc đi đến một thành phố khác, lại một lần nữa xây dựng một cuộc sống mới.
Dù sao, một khi Lý Minh Phong chấp nhận đưa tiền bồi thường thì chắc chắn đó không phải là một con số nhỏ, nó cũng đủ để Liễu Tuyết sinh sống ở một nơi khác. Tiền bồi thường sao, ra giá đi, anh muốn bao nhiêu, tôi lập tức đền bấy nhiêu. Vừa nghe thấy Chu Dương chỉ hỏi mình về việc bồi thường cho Liễu Tuyết, trong lòng Lý Minh Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẻ nghiêm trọng trên mặt hắn cũng dần được buông xuống. Nếu chỉ cần tiền, vậy thì dễ bàn bạc rồi, thứ mà Lý Minh Phong hắn và Lý Gia không thiếu nhất chính là tiền. Đối với một cô gái không quan trọng thì có thể đền bao nhiêu tiền chứ? Một ít tiền này, thậm chí hắn không xem ra gì, có điều phí sinh hoạt tháng này coi như tiêu rồi. Cậu cảm thấy nên bồi thường bao nhiêu là được? Chu Dương suy nghĩ đưa mắt nhìn Lý Minh Phong, anh không lập tức nói ra con số cụ thể. Anh thấy 1 triệu nhân dân tệ đủ không? Dù sao thì cô gái xinh đẹp này cũng không chịu bao nhiêu tổn thương. Lý Minh Phong hơi do dự nói ra con số bồi thường mà hắn cho là hợp lý nhất. 1 triệu nhân dân tệ. Con số này, đương nhiên không phải là lớn đối với Lý Minh Phong, thậm chí có lúc số tiền mà hắn dùng để tổ chức một buổi tiệc nhỏ cũng không chỉ dừng lại ở mức này. Nhưng 1 triệu tệ này có lẽ là số tiền mà cả đời Liễu Tuyết cũng chưa từng nhìn thấy. Về điểm này, Lý Minh Phong có thể nhìn ra từ quần áo trên người cô. Quần áo của Liễu Tuyết tuy cũng thuộc những hàng thời trang nổi tiếng, nhưng khi kết hợp chúng với nhau, e rằng cũng không quá mấy nghìn tệ, chỉ có thể xem là quần áo bình thường đối với hắn. Chỉ cần anh cam đoan bỏ qua chuyện này, sau này sẽ không truy cứu nữa, tôi lập tức bồi thường 1 triệu tệ cho cô ta. Vì để đề phòng trường hợp Chu Dương không đồng ý, Lý Minh Phong còn đảm bảo sẽ lập tức đưa tiền cho Liễu Tuyết. Ha ha, 1 triệu tệ, thật sự là nhiều quá đó. Chu Dương thản nhiên cười nói. Lý Minh Phong còn thật sự cho rằng anh đã chấp nhận số tiền đền bù, nên vẻ căng thẳng trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm thoải mái. Đồng ý là được rồi, vậy thôi. Hắn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị Chu Dương cắt ngang. Cậu đang bố thí cho ăn xin sao? Chẳng lẽ chúng tôi không có nổi 1 triệu tệ mà phải đến đây à? Lời Chu Dương nói như sét đánh ngang tai, mang một sức mạnh vô hình đánh về phía Lý Minh Phong. Trong nháy mắt Lý Minh Phong lập tức sững sờ. Bố thí cho ăn xin sao? 1 triệu tệ. Có ai lại đem 1 triệu tệ cho ăn xin bao giờ? Vào lúc này, đâu đó trong lòng Lý Minh Phong vẫn không hiểu được, đây là Chu Dương đang chê ít sao? Hắn cố gắng kiềm chế bất mãn trong lòng, trên mặt cố làm ra vẻ chuyện này cũng dễ thương lượng thôi. Vậy thì anh muốn bao nhiêu, Chu tiên sinh anh cứ đưa một con số cụ thể đi. Lý Minh Phong khẽ cắn răng, trao quyền quyết định cho Chu Dương. Dù sao, với một người không mấy quan trọng còn có thể muốn bao nhiêu tiền bồi thường, cùng lắm là không quá 5 triệu tệ, mà con số này cũng không là gì với hắn. Ha ha, cũng không nhiều lắm, tôi muốn 50 triệu tệ. Chu Dương phủi tay áo, bình thản nói. Lời vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Lý Minh Phong cũng không tránh khỏi cảm thấy bất ngờ, trên mặt là vẻ sững sờ nói không nên lời, ngực hắn không ngừng phập phồng lên xuống. Thái Hùng mở to mắt nhìn Chu Dương, trên mặt hắn tràn đầy vẻ u ám. Còn Trần Thế Hào nở nụ cười khó hiểu nhìn Chu Dương và Liễu Tuyết. Liễu Tuyết ngạc nhiên nhìn anh, cô muốn nói gì đó nhưng trông thấy sự kiên định của anh, cô đành kìm lại lời muốn nói. Những người đang đứng ở đại sảnh tầng 1 và tầng 2, lúc này căn bản vẫn không biết bọn họ đang bàn bạc việc gì, thậm chí có không ít người tự sờ tai mình, nghi ngờ lẽ nào tai họ có vấn đề gì sao. Bọn họ quả thật không dám tin vào những gì bản thân vừa mới nghe được. 50 triệu tệ. Tiền bồi thường. Bởi vì Lý Minh Phong có hành vi quấy nhiễu với Liễu Tuyết, nên Chu Dương muốn hắn phải bồi thường cho cô 50 triệu tệ. Đúng là Lý Minh Phong không thiếu tiền mà Lý gia lại càng không thiếu. Nhưng 50 triệu tệ chứ không phải 50.000 tệ, 500.000 tệ hay 5 triệu tệ. Thậm chí, cho dù là 5 triệu tệ thì hắn cũng chưa chắc có thể lập tức lấy ra để bồi thường cho Liễu Tuyết. Con số chính xác là 50 triệu tệ, ngay cả phí sinh hoạt 1 năm của Lý Minh Phong cũng không nhiều như vậy. Gom hết tài sản trong tay hắn hiện giờ, sợ rằng cũng không đủ. Vào lúc này không chỉ Lý Minh Phong mà tất cả mọi người có mặt ở đây cũng đang thầm tính toán trong lòng. Trong số những người này, kẻ có thể lập tức lấy ra 50 triệu tệ, mà không một cái nhíu mày, chắc hẳn cũng chỉ có mình Trần Thế Hào. Còn những người khác, cho dù là Thái Hùng cũng không làm được. Thế nào, 50 triệu tệ nhiều lắm sao, cậu không chấp nhận ư? Chu Dương cười như không cười nói, anh đương nhiên nhận ra được ánh mắt của những người khác đang nhìn mình.
Nhưng việc như vậy cũng không là gì với anh. Hôm nay, 50 triệu này, Lý Minh Phong nhất định phải lấy ra bồi thường cho Liễu Tuyết. Còn về việc hắn đi đâu làm gì để có được số tiền này, thì không phải là việc anh quan tâm. Anh chỉ đưa ra yêu cầu, những thứ còn lại thuộc về trách nhiệm phải làm của Lý Minh Phong. Ha ha, không nhiều, không nhiều chút nào. Lúc này Lý Minh Phong còn có thể làm gì? Chẳng lẽ hắn lại nói 50 triệu thật sự quá nhiều rồi, có thể giảm xuống một chút không? Lý Minh Phong không thể nói như vậy bởi hắn không những không có mặt mũi để nói ra, mà càng là không có can đảm lên tiếng. Từ đầu đến cuối, hắn cảm thấy như có một áp lực vô hình bao trùm lấy hắn, giống như chỉ cần hắn có hành động nào khác thường, thì kẻ vẫn luôn gây áp lực cho hắn sẽ lập tức ra tay. Cho cậu một tiếng đồng hồ, tôi muốn nhìn thấy 50 triệu tệ, nếu thiếu một xu thì cậu đừng hòng rời khỏi đây. Được rồi, gọi điện đi. Chu Dương nói xong, cũng không tiếp tục để ý đến phản ứng của Lý Minh Phong, mà quay đầu nhìn Liễu Tuyết. Chu tiên sinh, tôi, thực ra không cần phải làm như vậy, vô cùng cảm ơn anh. Vào lúc này, Liễu Tuyết ngạc nhiên đến mức nói cũng không rõ ràng, ấp a ấp úng. Tâm trạng của cô bây giờ chính là hồi hộp thấp thỏm. Liễu Tuyết càng không ngờ, Chu Dương vì cô mà đòi tiền bồi thường từ chỗ của Lý Minh Phong. Không phải là 50.000 tệ mà là 50 triệu tệ. Cả đời cô cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Lúc này, cô hơi hoảng hốt lo sợ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Chương 675, câu đại gia. Không sao rồi, yên tâm đi, 50 triệu tệ này là tiền bồi thường của cậu ta vì đã quấy nhiễu cô. Đúng rồi, cô đi lên tầng trên với tôi trước, đợi đến khi Lý Minh Phong gom đủ tiền, chúng ta lại xuống đây. Hai tay Chu Dương đặt trên vai Liễu Tuyết, dùng lực nhẹ vỗ vài cái, muốn để cô yên tâm hơn một chút. Sau khi tâm trạng của cô trở nên tốt hơn, anh không để ý đến Lý Minh Phong, cũng không quan tâm đến Thái Hùng. Trước đây anh đã từng nói một vài lời với Thái Hùng, nhưng hắn lại không nhớ gì, sau này anh đương nhiên sẽ khiến cho hắn phải nhớ lại. Còn bây giờ, hiển nhiên không phải là lúc thực hiện câu nói đó. Được rồi, mọi người giải tán đi. Chu Dương đưa Liễu Tuyết lên tầng 3. Trần Thế Hào bình thản vẫy tay với đám đông, sau đó ông cũng cất bước đi theo Chu Dương. Ánh mắt của không ít người đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ khi nhìn Chu Dương và Liễu Tuyết, còn trẻ như vậy mà lại có quan hệ tốt với Trần Thế Hào, hơn nữa có thể lập tức đi thẳng lên tầng 3. Đây có thể xem như là giấc mơ cả đời của bao nhiêu người. Thời gian trôi qua rất nhanh, còn chưa tới một tiếng, khuôn mặt Lý Minh Phong đỏ bừng, sai người lên thông báo cho Chu Dương. 50 triệu tệ, đã được chuẩn bị xong. Đi, tôi dẫn cô đi lấy tiền bồi thường, hôm nay cô chẳng phải là đến tham gia họp lớp đại học sao, lấy tiền bồi thường xong, rồi hãy gặp bạn, đợi đến khi kết thúc, tôi còn có một vài việc muốn thảo luận với cô, đến lúc đó, cô đi đến Vịnh Lục Cảnh một chuyến, tôi ở đó đợi cô. Chu Dương vỗ nhẹ lên vai Liễu Tuyết, bình thản cười nói. Chu tiên sinh, cô Liễu, đây là 50 triệu tệ, tất cả đều ở trong thẻ. Hai người có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Lúc này sắc mặt Lý Minh Phong đỏ rực, trên trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể run rẩy, khom lưng cúi đầu, đưa ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen. Chu Dương thản nhiên liếc qua một cái, không để ý liền nhận lấy tấm thẻ, rồi lập tức nhét vào tay Liễu Tuyết. Anh tin rằng vào lúc này Lý Minh Phong không dám dùng thủ đoạn gian xảo gì để lấy lại tấm thẻ. Càng huống hồ, anh nhận ra tấm thẻ ngân hàng này. Đó là thẻ đen của ngân hàng thông dụng toàn cầu, người có thể sở hữu được nó vô cùng ít. Trong thẻ đen ít nhất cũng phải có 50 triệu tệ, đây là một trong những điều kiện cơ bản nhất khi muốn sở hữu nó, vì vậy nên không phải ai cũng có thể tùy tiện đăng ký mở thẻ. Được rồi, cậu có thể cút đi, nếu như cảm thấy không phục, muốn trả thù, vậy thì cậu có thể đến tìm tôi sẽ mỏi mắt mong chờ. Chu Dương cười nói, cũng không quan tâm Lý Minh Phong có phản ứng gì. Lập tức kéo tay Liễu Tuyết đi xuống sảnh tầng 1. Giờ phút này, đại sảnh tầng 1 và tầng 2 đã khôi phục lại quang cảnh vốn có ban đầu. Một vài dấu vết đánh nhau, ngay cả vết máu lúc trước, đã sớm được thu dọn sạch sẽ. Đám đông hóng hớt vây quanh cũng đã giải tán. Trong lòng Chu Dương dự tính, e rằng không còn bao lâu nữa, sự việc xảy ra ở đây, sẽ truyền hết cả thành phố Đông Hải, mọi người khắp nơi đều biết đến. Được rồi, cô đi tìm bạn học của mình đi. Tôi trở về khu dân cư trước. Sau khi vẫy tay với Liễu Tuyết, Chu Dương lập tức rời khỏi câu lạc bộ Silver Lake. Lúc này cũng có không ít người đi ra khỏi câu lạc bộ cùng anh, thậm chí, nhiều người còn bắt đầu gọi điện thoại.
Liễu Tuyết nắm chặt thẻ ngân hàng trong tay, nhìn thấy cảnh tượng này, cô muốn lên tiếng nhắc nhở Chu Dương, nhưng chưa kịp cất tiếng gọi thì chợt nhận ra bản thân căn bản không biết phải nhắc anh như thế nào. Sự lo lắng hiện lên trong mắt cô, Liễu Tuyết biết rằng, nếu bây giờ mình đi đến nhắc nhở anh thì cũng có tác dụng gì. Mà Chu Dương đã có thể quen biết được với Trần Thế Hào, vậy thì khẳng định thân phận của anh vô cùng đặc biệt, có lẽ không cần sự nhắc nhở của cô. Đứng trước cửa phòng, Liễu Tuyết hít sâu một hơi, sờ lên mặt mình, phát hiện không có gì khác thường, lúc này mới đưa tay ra mở cửa. Có điều, không đợi Liễu Tuyết mở cửa, thì cửa phòng đã có người mở ra từ bên trong. Này, Liễu Tuyết, cậu về rồi sao? Cùng lúc cánh cửa bị mở ra, vang lên một giọng nói vừa kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Hứa Mai nhìn Liễu Tuyết đứng trước cửa, dáng vẻ không có gì khác thường, đáy mắt cô ta lóe lên tia sáng, giả vờ vui mừng hét lên. Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. À, Liễu Tuyết, cậu mới chạy đi đâu vậy? Đúng đó, cũng một tiếng rồi, tôi còn cố ý đến nhà vệ sinh tìm cậu, nhưng cũng không tìm thấy, cậu không sao chứ? Liễu Tuyết, nhanh vào đây, biến mất lâu như vậy, lẽ nào không tự phạt mình 3 ly sao? Dù sao Liễu Tuyết cũng là hoa khôi của lớp thời đại học, càng huống hồ, bây giờ chỉ mới tốt nghiệp nửa năm, giá trị nhan sắc của cô đang vào thời kỳ xinh đẹp nhất, đương nhiên cô vẫn là tiêu điểm hấp dẫn sự chú ý của mọi người như thường ngày. Khóe miệng Liễu Tuyết khẽ nhếch lên, giống như vừa nãy không hề xảy ra chuyện gì, nhanh chóng đi vào phòng. Không có gì, chỉ là gặp được người quen, nên đứng lại nói chuyện vài câu với anh ấy thôi. Liễu Tuyết ngồi xuống, bình thản cười nói. Sau khi Hứa Mai nghe thấy lời của Liễu Tuyết, trên mặt lập tức lộ ra sự khác thường, cô ta thầm trao đổi ánh mắt với Hoàng Cương, hai người họ đều nhìn thấy ý nghĩ sâu xa trong mắt nhau. Trong số những người ở đây chỉ có Hứa Mai và Hoàng Cương biết được lúc Liễu Tuyết đi ra ngoài đã xảy ra việc gì. Bởi vậy nên hai người họ mới biết rằng, Liễu Tuyết căn bản là đang nói dối. Mà Liễu Tuyết vì sao lại nói dối như vậy, sau khi hai người họ nhìn nhau, đều thấy được đáp án trong mắt đối phương. Hứa Mai mặt mày hớn hở, nhìn bóng lưng Liễu Tuyết, trên mặt cô ta lộ ra vẻ xem thường, đáy mắt cũng lóe lên sự tàn nhẫn. Sắc mặt Hoàng Cương lại hiện lên vẻ u ám, khóe môi khẽ cong lên, nhìn Liễu Tuyết, lộ ra dáng vẻ trầm tư suy nghĩ. Ha ha, người quen sao? Liễu Tuyết, cậu biết ở đây là đâu không? Cậu có người quen ở đây à? Người khác còn chưa nói gì, Đồng Diễm là người đầu tiên không nhẫn nhịn được, lập tức lên tiếng chế nhạo. Trên mặt cô ta lộ rõ vẻ khinh thường. Một tiếng đồng hồ vừa nãy Liễu Tuyết không ở đây, Đồng Diễm lập tức trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn cô ta, với ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ. Đồng Diễm vô cùng thích thú. Nhưng lúc này, khi Liễu Tuyết đã trở lại, lập tức thu hút ánh mắt và sự chú ý của gần như tất cả mọi người ở đây. Việc này khiến cho Đồng Diễm cảm thấy bản thân bị mọi người ruồng bỏ lạnh nhạt. Cảm giác này khiến cho cô ta vô cùng khó chịu. Đúng vậy, Liễu Tuyết, tôi chưa từng nghe nói cậu có người bạn nào vào được chỗ này. À, tôi nhớ trước đó Hứa Mai có nói, hôm nay Liễu Tuyết đến đây cùng với một người đàn ông, lẽ nào chính là người đó sao? Không phải chứ, người đó là bạn trai của Liễu Tuyết sao? Vào lúc này, mọi người đều ngạc nhiên, họ nhanh chóng nhớ đến lời Hứa Mai nói lúc trước. Ha ha, tại mấy người không biết thôi. Liễu Tuyết bỏ ra ngoài cả một tiếng đồng hồ, không phải gặp được người quen gì đâu, tôi thấy rõ ràng chính là đi câu đại gia. Vào lúc đám người này vẫn còn đang thảo luận không ngừng thì một câu nói của Hứa Mai lại gây ra sóng to gió lớn, lập tức khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Liễu Tuyết, trên mặt họ lộ ra vẻ bất ngờ khó tin. Chương 676, bức ép. Câu đại gia. Khi Hứa Mai nói điều này, tất cả mọi người đều ngẩn người ra. Ngay cả Hoàng Cương, người biết rõ nội tình, cũng bị sốc trong giây lát. Nhưng sau khi nhìn thấy một chút giảo hoạt và đắc ý trong mắt Hứa Mai, anh ta lập tức hiểu ra. Hứa Mai đang bôi nhọ thanh danh của Liễu Tuyết. Vì dù sao, mọi người đều là bạn, cho dù không biết rất rõ về nhau, nhưng dù sao cũng biết cơ bản. Và những người có thể vào câu lạc bộ Silver Lake là những ai đây? Chắc chắn không phải người giàu sang thì cũng là kẻ phú quý. Câu đại gia ở đây có ý nghĩa gì? Nói một cách dễ nghe một chút thì gọi là câu đại gia. Còn nói khó nghe hơn một chút, thì chính là dụ dỗ trai nhà giàu. Và Liễu Tuyết là người như thế nào? Cô chính là hoa khôi của lớp thời đại học,
không chỉ nhận được sự mến mộ của nhiều bạn nam trong lớp mà ngay cả ở học viện, thậm chí trong toàn trường cũng có không ít người ngưỡng mộ. Thêm vào đó, sau khi Liễu Tuyết tốt nghiệp, cô đến làm việc tại Vịnh Lục Cảnh, nhiều người cho rằng cô đã tìm được một công việc tốt. Nhưng bây giờ, Liễu Tuyết lại lợi dụng buổi tụ tập bạn học được tổ chức ở câu lạc bộ Silver Lake này, công khai câu đại gia ở đây. Trong phút chốc, hình ảnh Liễu Tuyết trong lòng hầu hết mọi người đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ có một số người vẫn tỏ vẻ nghi ngờ và không tin lời của Hứa Mai. Đồng Diễm nhìn Liễu Tuyết với đôi mắt đầy đắc thắng và mỉm cười, trong lòng đột nhiên như nở hoa, lồng ngực cũng vì thế rung lên từng hồi, thu hút rất nhiều sự chú ý. Ai ra, điều này thật sự khiến người ta không ngờ đó. Liễu Tuyết, tôi không ngờ rằng cậu thực sự lại câu đại gia ở đây, thực sự làm tôi ngạc nhiên đó. Sao hả, lẽ nào Liễu Tuyết cậu cũng phải đi đến bước này rồi hay sao? Lời nói của Đồng Diễm mang rõ ý nhạo báng. Uổng công lúc trước tôi còn coi Liễu Tuyết là đối thủ cạnh tranh, giờ xem ra Liễu Tuyết cậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Thậm chí, hành vi này có khác gì một con điếm đâu. Vào lúc này, rốt cuộc Đồng Diễm cũng đã tìm được cảm giác nổi trội hơn. Mặc dù cô ta đã tìm được người bạn trai Trương Dũng cũng bằng cách dụ dỗ đại gia, nhưng chuyện này không phải ai cũng biết, và quan trọng nhất là Đồng Diễm đã thành công. Nhưng còn Liễu Tuyết thì sao? Không chỉ mọi người đều biết mà hơn nữa nhìn cô như thế này, rõ ràng cô đã thất bại. Chính vì vậy, Đồng Diễm cảm thấy rằng sức hấp dẫn giữa cô ta và Liễu Tuyết đã phân rõ được cao thấp. Liễu Tuyết căn bản không xứng đáng đem ra so sánh với mình. Giờ phút này, Đồng Diễm vô cùng tự tin. Còn nhiều người khác lúc này cũng đang cảm thấy như vỡ nát con tim. Chuyện này không thể nào. Phải đó, Liễu Tuyết làm sao có thể ở đây câu đại gia được. Với nhan sắc của cậu ấy, muốn tìm người đàn ông như thế nào mà chẳng được. Đúng đó, thật là đáng tiếc, nhưng nhìn thấy Liễu Tuyết thế này là không thành công phải không? Hay, không ngờ nữ thần của mình lại là người như vậy. Mọi người không khỏi cảm thấy thất vọng, đối với Liễu Tuyết, vẻ thất vọng của rất nhiều người hiện rõ lên trên mặt, hoàn toàn không che giấu chút nào. Giờ phút này, trong phòng VIP không có mấy người còn có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Hứa Mai mỉm cười, như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, cô ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ hướng ánh mắt nhìn Liễu Tuyết, trong lòng đột nhiên cảm thấy hả hê. Ánh mắt Hoàng Cương thâm thúy, lúc anh ta nhìn Liễu Tuyết có vẻ như đang suy nghĩ điều gì, nhưng có điều không giống như lúc trước. Lúc này, ánh mắt của Hoàng Cương nhìn Liễu Tuyết không còn là sự khao khát như ban đầu mà lại trở nên đầy dục vọng, chỉ còn lại dục vọng mà thôi. Một người khác chính là Trương Dũng, bạn trai của Đồng Diễm. Không giống như những người khác, Trương Dũng và Liễu Tuyết trước đó không biết nhau và họ không phải là bạn cùng lớp. Nếu hôm nay không phải Trương Dũng đi cùng Đồng Diễm đến buổi họp lớp, hắn sẽ không bao giờ gặp được Liễu Tuyết. Vì vậy, Trương Dũng căn bản không biết Liễu Tuyết khi còn học đại học là như thế nào, chỉ biết lúc này Liễu Tuyết là một cô gái vô cùng xinh đẹp, một người phụ nữ được hâm mộ hơn cả Đồng Diễm. Vốn dĩ Liễu Tuyết trông cao ngạo và lạnh lùng nên Trương Dũng nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng bây giờ thì khác, Liễu Tuyết này cũng chỉ là món hàng như Đồng Diễm mà thôi. Lúc này, trong tâm trí của Trương Dũng, Liễu Tuyết không còn là nữ thần lạnh lùng không thể với tới được. Ngược lại, bởi vì Liễu Tuyết đã thất bại trong việc câu đại gia ở câu lạc bộ Silver Lake này, khiến Trương Dũng cho rằng Liễu Tuyết cũng chỉ đến thế mà thôi. Để đối phó với một người phụ nữ như vậy, Trương Dũng tất có biện pháp của riêng mình. Lúc này, trong đầu Trương Dũng thậm chí đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tấn công Liễu Tuyết. Trương Dũng tự tin rằng chỉ cần hắn tự mình ra tay, nhất định có thể thu phục được Liễu Tuyết. Đột nhiên, ánh mắt của Trương Dũng nhìn Liễu Tuyết càng hỗn sực hơn, mang theo một vẻ phải có được cô cho kỳ được. Hầu hết cảm xúc của mọi người thay đổi trong chốc lát, và trong toàn bộ phòng VIP, người cảm nhận được điều này sâu sắc nhất chính là Liễu Tuyết. Sau khi Hứa Mai nói ra những điều đó, phản ứng ngay lập tức của Liễu Tuyết là nhìn Hứa Mai đầy ngạc nhiên, cô muốn hỏi Hứa Mai tại sao lại nói những điều như vậy, và Hứa Mai có bằng chứng gì để chứng minh. Nhưng mọi thứ đã diễn ra quá nhanh. Liễu Tuyết còn chưa kịp nói gì thì biểu cảm của mọi người đã thay đổi, những lời thì thầm to nhỏ khiến vẻ mặt của Liễu Tuyết đột ngột thay đổi, cô biết rằng mình đã đánh giá thấp sức mạnh và sức ảnh hưởng của lời nói vừa rồi của Hứa Mai. Nếu đổi lại là một người bình thường, hoặc một người khác, khi Hứa Mai nói điều này, lực tác động có thể xảy ra sẽ không đáng kể, thậm chí những người khác sẽ chỉ coi đó là một trò đùa, không coi trọng nó. Tuy nhiên, Hứa Mai đang nói về Liễu Tuyết.
Đây là lý do tại sao tất cả mọi người không thể không chú ý. Tôi không có. Lúc này Liễu Tuyết chỉ có thể kiên quyết nói một câu như vậy, cô biết dù mình nói thêm điều gì thì người khác cũng sẽ không tin. Mọi người bàn tán xôn xao, thậm chí, nếu ngày hôm nay chuyện hiểu lầm này không được giải quyết, thì việc Liễu Tuyết đi câu đại gia ở câu lạc bộ Silver Lake và sự thất bại này chắc chắn sẽ lan đi rất nhanh chóng. Khi đó, không chỉ tất cả bạn học chung đại học với Liễu Tuyết, mà cả một số bạn học cấp 3, các bạn khác trong trường, thậm chí cả người trong trường đại học ở cả cái Đông Hải này cũng đều biết chuyện, đồng thời lấy đó làm trò cười để cười cợt cô gái vô cùng xinh đẹp năm nào. Ha ha, Liễu Tuyết, cậu không cần phải phủ nhận nữa, tôi và lớp trưởng đã nhìn thấy cả rồi. Không phải cậu giả vờ đụng vào vòng tay của Lý Thiếu Gia đó, muốn có một cuộc chạm trán hoàn hảo với Lý Thiếu Gia hay sao? Hứa Mai nhướng mày, không ngờ đến giờ này rồi mà Liễu Tuyết vẫn còn muốn phủ nhận. Tuy nhiên, Hứa Mai không thể để Liễu Tuyết có cơ hội trở mình. Bây giờ Hứa Mai đã nói đến nước này rồi, đương nhiên cô ta có ý muốn một phát hạ gục Liễu Tuyết, nếu không, một khi Liễu Tuyết có cơ hội trở mình, thì kết cục của cô ta chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Cậu nói có đúng không, lớp trưởng? Để đảm bảo hơn, Hứa Mai thậm chí còn lôi theo cả Hoàng Cương, cô ta nhìn Hoàng Cương, nháy mắt ra hiệu cho anh ta. Hoàng Cương cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Vì dù sao Hoàng Cương đã bắt gặp Lý Thiếu Gia, thực sự đã xảy ra chút chuyện. Mặc dù tình huống cụ thể lúc đó hoàn toàn khác với những gì Hứa Mai nói, nhưng điều này không ngăn được việc Hứa Mai bịa đặt thêm. Nếu không, lẽ nào phải giải thích với mọi người là, lúc đó Hứa Mai và Hoàng Cương cùng ra mặt, muốn giúp Liễu Tuyết thoát nạn, nhưng đã phải sợ hãi thoái lui chỉ với một ánh mắt của Lý Thiếu Gia kia. Vì như vậy, Hoàng Cương đâu còn mặt mũi nào mà đứng ở đây nữa. Chương 677, chất vấn. Đúng vậy, vừa rồi tôi và Hứa Mai đã nhìn thấy. Không ngờ mục tiêu của Liễu Tuyết lại là Lý Thiếu Gia. Hoàng Cương cười khúc khích nói, anh ta đưa mắt nhìn xung quanh. Về việc Lý Thiếu Gia là ai, tôi nghĩ nhiều người có mặt ở đây có thể không biết. Lý Thiếu Gia là con trai trưởng đời thứ ba của Lý Gia ở Đông Hải, là cháu đích tôn của gia chủ Lý Gia. Tiếp theo, để thể hiện tính xác thực của những gì mình đã nói. Hoàng Cương đã nói với mọi người về nguồn gốc của Lý Thiếu Gia. Nếu như trước đó vẫn có rất nhiều người nghi ngờ những gì Hứa Mai nói, thì bây giờ nghe Hoàng Cương nói như vậy, sự nghi ngờ của mọi người giờ phút này hoàn toàn biến mất. Dù sao, nếu những gì Hoàng Cương nói là sự thật, thì Lý Thiếu Gia này là một sự tồn tại không thể với tới được đối với tất cả mọi người trong căn phòng này. Người như vậy chắc chắn đáng để Liễu Tuyết đeo bám. Thực ra không phải chỉ có Liễu Tuyết. E rằng ngay cả Đồng Diễm khi gặp phải người như Lý Thiếu Gia cũng sẽ nóng lòng muốn bám lấy. Ha ha, thật không ngờ Liễu Tuyết à, khẩu vị của cậu cũng lớn lắm đó, lại muốn đeo bám Lý Thiếu Gia. Khi Đồng Diễm nghe thấy những lời của Hoàng Cương, trong lòng chợt lo lắng. Nếu Liễu Tuyết thực sự bám lấy Lý Thiếu Gia thì chắc chắn sẽ bỏ xa cô ta cách mấy con phố rồi. May mắn thay, Liễu Tuyết đã thất bại. Nghĩ đến đây, Đồng Diễm không những không thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại càng thêm oán hận Liễu Tuyết. Liễu Tuyết này, lại muốn bám đại gia, còn muốn tìm nhân vật xuất sắc như Lý Thiếu Gia, thật sự là muốn chèn ép không buông cô ta sao? Phải đó Liễu Tuyết, Lý Thiếu Gia là một đại thiếu gia nổi tiếng ở Đông Hải. Anh ta đã gặp rất nhiều cô gái rồi, cho dù là đám gái đẹp, có lẽ anh ta cũng đã gặp nhiều hơn cả trong tưởng tượng của cậu đó. Tôi khuyên cậu tốt hơn hết là bỏ cái suy nghĩ đó đi. Hứa Mai cười đúng lúc. Thậm chí còn vươn tay vỗ vai Liễu Tuyết để an ủi. Tuy nhiên, Liễu Tuyết đột ngột vặn vai, khiến Hứa Mai không thể vỗ được vai mình. Cậu! Hứa Mai vỗ một cái trong không khí, suýt nữa ngã về phía trước, khó khăn lắm cô ta mới giữ vững được cơ thể mình. Cô ta lập tức nhìn Liễu Tuyết chằm chằm, lạnh lùng hét lên. Hứa Mai, tôi không có thủ oán gì với cậu, tôi không biết tại sao cậu lại vu khống tôi như thế. Nhưng có một điều này, đó chính là... Sự thực mãi mãi không thể biến thành điều gỉa dối được. Chuyện tôi không làm, cho dù cậu có cố gắng hủy hoại như thế nào cũng không thể thay đổi được sự thực. Thái độ của Liễu Tuyết đột nhiên thay đổi, cô nói một cách vô cùng kiên quyết. Và trong chốc lát, cả Hứa Mai và nhiều người khác đều bị lời nói của Liễu Tuyết làm cho ngẩn ra, trong lòng nhất thời cũng có chút lay động. Phải đó, suy cho cùng thì sự việc này chỉ là lời nói một phía của Hứa Mai. Chúng tôi không biết nó có phải là sự thật hay không. Đúng vậy, tôi nghĩ có thể là Hứa Mai không hài lòng với Liễu Tuyết và muốn vu khống Liễu Tuyết thì sao? Phải đó, tôi nhớ là hình như Hứa Mai luôn có ấn tượng tốt với lớp trưởng Hoàng,
bây giờ thấy Hoàng Cương quan tâm đến Liễu Tuyết như vậy, có lẽ trong lòng cảm thấy tức tối nên muốn vụ oan cho Liễu Tuyết cũng nên. Mọi người đột nhiên thì thầm, ánh mắt họ nhìn Hứa Mai có chút thay đổi. Hứa Mai rất lo lắng, nhưng cô ta cũng không có cách nào khác cả. Cô ra rõ ràng là không thể đưa ra được bằng chứng trực tiếp để chứng minh rằng Liễu Tuyết và Lý Thiếu Gia có móc nối với nhau. Hứa Mai vội vàng nhìn sang Hoàng Cương. Hoàng Cương, cậu nói đi, có phải tôi vu khống cho Liễu Tuyết không? Hứa Mai nhăn mày, sự khẩn thiết hiện rõ trên khuôn mặt cô ta. Nếu Hoàng Cương không nói đỡ cho cô ta, thì mọi người sẽ nghi ngờ động cơ của Hứa Mai khi trước đó cô ta đã nói ra những điều đó. Trong chốc lát, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hoàng Cương, dù sao anh ta cũng là lớp trưởng ở trường đại học, mặc dù bây giờ mọi người đều đã tốt nghiệp, nhưng Hoàng Cương vẫn có chút uy tín. So với Hứa Mai, mọi người đều sẵn sàng tin tưởng vào Hoàng Cương hơn. Hoàng Cương có vẻ hơi do dự, anh ta nhìn Liễu Tuyết rồi sau đó nhìn Hứa Mai, biểu cảm của anh ta không ngừng thay đổi. Anh ta không ngờ rằng Hứa Mai lại lôi mình vào chủ đề này, khiến lúc này mình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Hoàng Cương biết rằng bất kỳ lời nào anh ta nói lúc này đều có thể gây ra hậu quả cực kỳ mạnh mẽ. Nếu anh ta chọn giúp Hứa Mai, thì Liễu Tuyết chắc chắn sẽ bị gán cho là một con điếm, và từ đó danh tiếng của cô cũng sẽ bị bôi nhọ trong số các bạn học của mình. Tuy nhiên, nếu anh ta chọn giúp Liễu Tuyết, trong cơn tức giận, rất có thể Hứa Mai sẽ nói sự thật về những gì đã xảy ra vừa rồi, sau đó nói cho mọi người biết chuyện Hoàng Cương đã khom lưng uốn gối trước mặt Lý Thiếu Gia, khiến anh ta không còn mặt mũi nào. Sau khi thầm cân nhắc cái lợi và cái hại, sự do dự trên khuôn mặt của Hoàng Cương cuối cùng cũng biến mất, anh ta đã đưa ra quyết định. Không, những gì Hứa Mai nói hoàn toàn là sự thật. Hoàng Cương nghiêm túc nói, cùng lúc đó khuôn mặt cũng hiện lên vẻ tiếc nuối, giống như là bởi vì Liễu Tuyết đã làm chuyện như vậy mà anh ta cũng cảm thấy buồn bực vậy. Lúc này, tất cả mọi người lập tức vỡ mộng, ai nấy đều không nén được sự chấn động trong lòng. Không phải chứ? Không nghe thấy lớp trưởng đã nói như vậy rồi hay sao? Chắc chắn là sự thật rồi. Tôi không ngờ Liễu Tuyết là một người như vậy, thật uổng công tất cả chúng ta đều si mê cậu ta khi còn học đại học. Này, cái này có phải cái được gọi là, ban ngày mở miệng kiếm được 300.000, ban đêm lại có 300 tệ đến tay không nhỉ? Si. Mỗi người một ánh nhìn khác nhau nhưng tất cả các ánh mắt nhìn Liễu Tuyết đều không còn là ánh nhìn ngưỡng mộ như trước đây nữa. Thay vào đó mang đầy sự khinh thường, cứ như việc là bạn học của Liễu Tuyết là chuyện mất mặt lắm vậy. Tuy nhiên, cũng có một vài người đàn ông đã nhìn Liễu Tuyết với ánh mắt đùa cợt, thậm chí ánh mắt họ không ngần ngại mà đánh giá người cô, nhất là ở mấy vị trí nhạy cảm, họ đã dừng lại để quan sát rất lâu. Bùm! Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Tuyết lạnh lùng, đôi mắt đẹp chứa đầy lửa giận. Cô chưa bao giờ nghĩ được rằng Hứa Mai nói dối trắng trợn đã đành rồi. Bây giờ ngay cả Hoàng Cương cũng hùa với Hứa Mai bịa đặt trắng trợn như vậy. Bây giờ, tất cả ánh mắt mọi người trong phòng này đều nhìn cô với vẻ không được bình thường cho lắm. Liễu Tuyết thậm chí có thể tưởng tượng được chẳng bao lâu nữa, tất cả các bạn học của cô ấy sẽ biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay. Ha ha, tức giận rồi à? Liễu Tuyết, nếu đã làm rồi thì hãy có dũng khí thừa nhận. Nếu không trước đó tại sao cậu lại phải giả vờ tình cờ gặp Lý Thiếu Gia chứ? Khi Hứa Mai thấy Hoàng Cương nói giúp mình, cô ta lập tức tràn đầy sự tự tin. Bây giờ Liễu Tuyết đang tức giận, trong lòng Hứa Mai càng cảm thấy thoải mái hơn, như thể nút thắt trong lòng cô ta nhiều năm nay đã được cởi bỏ ngay tức thì vậy. Không ngờ mấy người lại là người như vậy. Lông mày của Liễu Tuyết nhanh chóng bình ổn trở lại, cô đã hiểu rõ rồi, Hứa Mai và Hoàng Cương có nói gì đi chăng nữa, cô cũng không có cách nào ngăn được cũng không thể thay đổi được. Còn đối với cô mà nói, cách nhìn của những người khác cũng không còn quan trọng nữa. Mình và họ chỉ là bạn cùng học với nhau một thời, sau này khả năng gặp lại cũng không lớn, ai nấy cũng chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của nhau mà thôi. Nếu đã như vậy, mình còn tức với bọn họ há chẳng phải được không bằng mất hay sao? Được rồi, mọi người đều là bạn học, đừng làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng. Lúc này, Trương Dũng chợt đứng lên nói. Chương 678, chỉ là 200 mà thôi. Trong căn phòng VIP này, nếu có ai là người ngoài, thì chỉ có mình Trương Dũng mà thôi. Hắn là bạn học của Đồng Diễm, không liên quan gì đến người khác, đứng lên làm người làm hòa lúc này là thích hợp nhất. Tôi có một ý kiến thế này, cho dù Liễu Tuyết có chuyện gì với Lý Thiếu Gia kia, cũng không liên quan gì đến chúng ta.
theo tôi thấy chi bằng chúng ta tạm gác chuyện này sang một bên. Chúng ta ăn xong bữa cơm này thì rời khỏi đây đi chơi tăng hai, thế nào? Trương Dũng cười nói. Khi hắn nói như vậy đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người và nhận được sự đồng tình của nhiều người. Vì dù sao, bất kể Hoàng Cương và Hứa Mai nói gì, cho dù Liễu Tuyết và Lý Thiếu Gia có mối quan hệ mờ ám nào đi chăng nữa, điều đó không liên quan gì đến họ. Bọn họ cũng đâu thể có quan hệ gì với Liễu Tuyết, thay vì dồn hết sự chú ý vào chuyện của Liễu Tuyết ở đây, tốt hơn hết nên tranh thủ cơ hội và thời gian hiếm có tụ tập bạn học này để chơi cho vui vẻ. Không sai, chúng ta đi tăng hai đi. Phải đó, một tăng làm sao đã đủ được. Lớp trưởng, chuyện này đừng đôi co nữa, đâu có liên quan gì tới chúng ta chứ. Chúng ta nên nhanh chóng thu dọn một chút chuẩn bị rời khỏi đây đi. Không sai, Liễu Tuyết, cậu cũng đi cùng với chúng tôi nhé. Dù sao đây là chuyện riêng của cậu, chúng tôi cũng không quan tâm. Mọi người không ngừng thuyết phục. Còn Hoàng Cương và Hứa Mai cũng không cảm thấy gì nhiều, chuyện này cũng chả tổn thất gì với họ. Nhưng Liễu Tuyết không nghĩ vậy. Mọi người thuyết phục như vậy, ngoài mặt thì nói rằng chuyện này không liên quan gì đến họ, nhưng ý tứ trong lời nói đều rất rõ ràng, họ đã ngầm mặc định rằng đúng là Liễu Tuyết đã dụ dỗ Lý Thiếu Gia. Cũng chỉ có như vậy, bọn có mới có thể thờ ơ như vậy. Dù sao thì theo lời của Hoàng Cương và Hứa Mai, Liễu Tuyết có thể đã móc nối quan hệ với Lý Thiếu Gia rồi. Dù bây giờ có thể không có chuyện gì xảy ra nhưng không có gì đảm bảo rằng trong tương lai hai người sẽ không đến với nhau. Khi đó, họ cũng căn bản không thể nảy sinh mâu thuẫn hay xung đột đối với chuyện gì xảy ra giữa Liễu Tuyết và Lý Thiếu Gia. Đó không phải là đang tự tìm cái chết sao? Không cần đâu, tôi còn có việc phải đi trước đây, mọi người cứ đi đi. Liễu Tuyết hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với tăng hai mà mọi người nói. Chưa nói đến việc bây giờ mọi người đều không tin cô, và ánh mắt họ nhìn cô cũng rất không bình thường. Mà trước đó Chu Dương đã nói sẽ đợi cô ở nhà, có chuyện quan trọng muốn nói với cô, Liễu Tuyết cũng không thể để cho Chu Dương không đâu tự dưng phải chờ đợi mình như vậy được. Đừng, Liễu Tuyết, tăng hai này do Hoàng Cương đặc biệt chuẩn bị. Tất cả chúng ta đều không tốn một xu. Bây giờ mọi người đều đi tăng hai mà cậu cứ thế rời đi, chẳng phải là coi thường lớp trưởng Hoàng hay sao? Nhìn thấy Liễu Tuyết sắp rời đi, Hứa Mai đột nhiên không vui. Khó khăn lắm mới cô lập được Liễu Tuyết, khiến cô xấu mặt trước đám đông. Nếu như giờ Liễu Tuyết không đi thì Hứa Mai còn làm ăn được gì nữa? Tất cả những thứ cô ta làm trước đây chẳng phải đều bị lãng phí hay sao? Phải đó, Liễu Tuyết, khó khăn lắm mọi người mới tụ tập được với nhau. Đây là cơ hội hiếm có, cậu tuyệt đối đừng làm mất hứng chứ. Sắc mặt Hoàng Cương cũng có chút khó coi, nhưng dù sao hắn cũng không tức giận. Chỉ là trong giọng nói rõ ràng đã có chút không vui. Thật sao, bữa ăn này đều là cậu trả tiền phải không? Nếu đã như vậy, hết bao nhiêu tiền tôi trả là được. Còn cả đơn của các bạn nữa, tôi cũng trả luôn, coi như tôi tạ lỗi với các vị. Liễu Tuyết sửng dưng nói, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Hi hi. Liễu Tuyết, đừng tưởng rằng cậu bám víu được Lý Thiếu Gia thì có thể như vậy, cậu trả tiền á. Hứa Mai lạnh lùng nói, nếu như Liễu Tuyết đã không biết nặng nhẹ như vậy, đương nhiên cô ta cũng không cần phải tiếp tục vui vẻ hòa nhã với cô nữa. Đây là câu lạc bộ Silver Lake, bất kể một bữa ăn nào cũng không dưới 10.000. Hơn nữa, đây là phòng VIP, do lớp trưởng nhờ vào mối quan hệ với người ta mới đặt được, giá vô cùng đắt đỏ, ít nhất cũng phải hàng trăm tệ. Vừa nói, Hứa Mai vừa chỉ vào một cái đĩa trống không trên bàn. Đã nhìn thấy cái đĩa trống giống đó chưa, trên đó chứa đầy trứng cá muối thượng hạng, chỉ một phần nhỏ thôi cũng đã trị giá 100.000 tệ rồi. Mọi người đều từng là bạn học với nhau, những cái khác tôi không nói, nhưng cậu chỉ cần lấy ra 200.000 thì có thể rời thẳng khỏi đây một cách đường hoàng rồi. Hứa Mai nói xong thì vòng tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn Liễu Tuyết. Mặc dù có chút nghi ngờ về việc liệu Liễu Tuyết có thể lấy ra hai được 200.000 hay không, nhưng Hứa Mai trước đó đã hỏi thăm rất rõ từ chỗ các bạn học khác về công việc sau khi tốt nghiệp của Liễu Tuyết. Cô ta cũng biết Liễu Tuyết bây giờ là một lãnh đạo nhỏ ở Vịnh Lục Cảnh, nhưng dù vậy, một tháng lương cũng không thể vượt quá 20.000 được. Mà bây giờ, Liễu Tuyết mới chỉ làm được nửa năm, không thể có 200.000 được. Do đó, Hứa Mai chắc chắn rằng Liễu Tuyết không thể chi ra được 200.000. 200.000. Điều này đương nhiên là không có gì đối với người giàu, nhưng đối với tất cả mọi người trong phòng VIP này, ngay cả đối với Trương Dũng, nó chắc chắn không phải là một món tiền nhỏ. Những người ở đây,
ngoại trừ Trương Dũng đã thành lập công ty riêng của mình, có thể có tài sản ròng rồi dào hơn một chút và có thể dễ dàng chi ra được 200.000 tệ. Còn những bạn học khác, mới tốt nghiệp được nửa năm, mới bắt đầu đi làm chưa lâu. Bản thân có thể mới chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi, chắc chắn không thể có được số tiền 200.000. Hứa Mai nói vậy, rõ ràng là đang muốn ép Liễu Tuyết phải đi tăng hai cùng với mọi người. Hứa Mai, có phải như vậy hơi nhiều rồi không? Đúng vậy, nếu Liễu Tuyết muốn đi, thì để cậu ấy đi, chúng ta vẫn có thể đi chơi cùng nhau được mà. Dù sao Liễu Tuyết mới làm việc nửa năm, làm sao có thể lấy ra được 200.000 tệ chứ? Lớp trưởng Hoàng, cậu nói gì đi chứ? Đột nhiên, nhiều người lại muốn đỡ lời cho Liễu Tuyết. Vì dù sao, 200.000 này đã khiến bọn họ thầm kinh ngạc rồi, họ còn tưởng rằng Liễu Tuyết căn bản không thể có nhiều tiền như vậy. Khi Hứa Mai nói như vậy, cô ta muốn làm cho Liễu Tuyết càng xấu hổ hơn nữa. Lúc trước làm cho Liễu Tuyết xấu hổ cũng đủ rồi, nhưng bây giờ Hứa Mai vẫn muốn ép cô ấy nên khiến mọi người cảm thấy có chút hơi quá. Bởi vì nếu Hứa Mai làm như vậy thì sau này mọi người có còn làm bạn được với nhau nữa hay không? Sau này còn có thể gặp Liễu Tuyết được nữa hay không? Ha ha, nếu như mọi người đều đã nói như vậy rồi thì Liễu Tuyết này, tôi cũng không ép cậu như vậy nữa, cũng không cần 200 của cậu. Chỉ cần 100 thôi, nếu như cậu lấy ra được 100 thì cậu có thể rời khỏi đây ngay. Hứa Mai thản nhiên nói, như thể người có tiếng nói cuối cùng ở đây là cô ta vậy. Không cần, không phải là 200 tệ thôi sao, tôi sẽ thanh toán. Tuy nhiên, Liễu Tuyết không hề quan tâm đến cái gọi là lòng tốt của Hứa Mai. Chưa nói đến ý đồ của Hứa Mai là gì, chỉ nói về 200.000 tệ thôi, bản thân Liễu Tuyết không phải không thể chi được. Chính khi nãy cô vừa mới lấy một chiếc thẻ màu đen từ chỗ Lý Minh Phong, trong đó có những 50 triệu. Mặc dù Liễu Tuyết không kiểm tra xem trong thẻ thật sự có 50 triệu hay không, nhưng cô nghĩ rằng trước mặt Chu Dương, tên Lý Minh Phong đó căn bản không dám đưa đồ giả. Sau khi nói xong, Liễu Tuyết liền rút chiếc thẻ ngân hàng màu đen từ trong túi ra. Chương 679, không có quyền hạn. Chiếc thẻ ngân hàng màu đen tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn của căn phòng VIP. Mọi người vừa nhìn, đột nhiên cảm thấy tấm thẻ đen này rất không tầm thường. Tuy nhiên, không ai có thể nói ra được rốt cuộc chiếc thẻ này không tầm thường ở chỗ nào. Ngay cả Hoàng Cương cũng ngạc nhiên liếc nhìn Liễu Tuyết, thầm lẩm bẩm. Lẽ nào cô ấy thật sự có 200.000? Hứa Mai càng không tin, nhìn thấy Liễu Tuyết lấy chiếc thẻ đen ra, trên mặt đầy sự khinh thường. Hừ. Cứ làm bộ làm tịch đi, trong toàn bộ căn phòng VIP, e rằng lúc này chỉ có Trương Dũng là trợn trừng mắt mũi, vẻ mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Dũng là người từng trải, đặc biệt đã tự mình thành lập công ty riêng, nên hắn được tiếp xúc nhiều hơn với những người của công ty danh dương, thậm chí sau khi hắn gặp và kết giao một số quản lý cấp cao cũng đã nghe nói được một vài chuyện. Đặc biệt là khi Trương Dũng từng uống rượu với một quản lý cấp cao của công ty danh dương, đã từng nghe anh ta nói. Phàm là người có quyền có thể, trong tay sẽ đều có một chiếc thẻ đen của Ngân hàng Thế giới. Còn cái thẻ đen này, ngoài việc thẩm tra tư cách của chủ thẻ ra thì điều căn bản nhất chính là trong thẻ đen phải có 50 triệu. Mặc dù Trương Dũng chưa tận mắt nhìn thấy cái gọi là thẻ đen, nhưng dù hắn có nhìn thế nào thì chiếc thẻ đen trong tay Liễu Tuyết đặc biệt giống thẻ đen của Ngân hàng Thế giới mà quản lý cấp cao công ty danh dương đã nói. Và nếu như đây đúng là thẻ đen, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng trong thẻ này đã có 50 triệu. Số tiền này thậm chí còn đáng giá hơn cả công ty của hắn ta. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Trương Dũng đột nhiên đanh lại, tất cả biểu cảm hi hi ha ha trước đó đều ngưng lại, ánh mắt hắn nhìn Liễu Tuyết cũng càng nghiêm túc hơn. Nếu chiếc thẻ đen này thực sự là thẻ đen của Ngân hàng Thế giới, thì thân phận của Liễu Tuyết hẳn là không đơn giản. Ít nhất, Liễu Tuyết có thể đã thực sự bấu víu được với Lý thiếu gia của Lý gia, chứ hoàn toàn không phải đã thất bại như Hứa Mai đã nói. Trong trường hợp này, tất cả bọn họ ở đây đều không đủ tư cách để Lý Thiếu Gia đoái hoài tới. Nghĩ đến lúc trước mọi người vẫn đang chế nhạo Liễu Tuyết, trong lòng Trương Dũng đột nhiên co rúm lại. Trong thẻ này có 200 hay không, mọi người có thể lấy ra để tất cả mọi người trong câu lạc bộ này kiểm tra. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Liễu Tuyết không hề quan tâm. Đùa gì chứ, trong này có 50 triệu hẳn hoi đẩy nhé. Chi 200 chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, thấy Liễu Tuyết tự tin như vậy. Không hề hoảng sợ chút nào, thay vào đó là vẻ tự tin, Hoàng Cương có chút không chắc chắn, anh ta cứ do dự không quyết. Hừ, cậu tưởng rằng chỉ cần lấy ra một cái thẻ đen sẽ làm cho chúng tôi sợ hãi à, cứ kiểm tra đi, tôi muốn xem trong thẻ đen của cậu có nổi 200.000 hay không.
nhưng Hứa Mai giật phát lấy chiếc thẻ đen của Liễu Tuyết và bước ra ngoài. Liễu Tuyết vẫn tỏ vẻ thờ ơ, cô không lo lắng Hứa Mai cầm chiếc thẻ đen này, khi kiểm tra thấy trong thẻ có tiền sẽ ôm chiếc thẻ đen này chạy mất. Nếu đúng như vậy thì thẻ đen này của Lý Minh Phong cũng hơi kém vui rồi. Đến lúc đó cho dù Liễu Tuyết không truy cứu thì Lý Minh Phong cũng sẽ tự mình tìm Hứa Mai và lấy lại chiếc thẻ đen. Hứa Mai cầm chiếc thẻ đen và rời khỏi phòng riêng, cô ta đi thẳng đến quầy thu ngân ở tầng 1 của câu lạc bộ. Mặc dù Silver Lake là một câu lạc bộ tư nhân có quy mô rất cao, nhưng sảnh tầng 1 ở đây cũng đảm nhiệm chức năng tiếp đón các cuộc họp mặt chung. Do đó, tại sảnh tầng 1 cũng có quầy thu ngân. Ngoài việc giúp một số người ở sảnh tầng 1 thanh toán, quầy thu ngân còn có nhiệm vụ xử lý thẻ thành viên. Hứa Mai cầm lấy chiếc thẻ đen và vội vàng đến quầy thu ngân. Phiền cô giúp tôi kiểm tra xem trong chiếc thẻ này có bao nhiêu tiền, thái độ của Hứa Mai vô cùng lạnh lùng khi đưa thẻ đen cho nhân viên thu ngân. Trong lòng cô ta đã nhận định rằng Liễu Tuyết không thể móc đâu ra được 200.000, hơn nữa việc kêu cô lấy ra 200.000 là Hứa Mai đột ngột đưa ra yêu cầu, nên Liễu Tuyết càng không thể nào ngờ trước được. Ngoài ra, lúc này Liễu Tuyết cũng đang bị mọi người soi mói, nên cô không thể gọi điện nhờ người khác để gom cho đủ tiền. Vì vậy, những gì Hứa Mai đã nói với Liễu Tuyết hoàn toàn là sự dè bỉu. Và cô ta mang chiếc thẻ đen này đến quầy thu ngân để kiểm tra, cũng chỉ muốn làm cho Liễu Tuyết không còn cơ hội trở mình trước mặt mọi người. Khi hai nhân viên ở quầy thu ngân nhìn thấy hành động của Hứa Mai, họ đều hơi ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng lại có khách hàng yêu cầu như vậy. Tuy nhiên, với tư cách là nhân viên thu ngân của câu lạc bộ Silver Lake, họ đã được sàng lọc và đào tạo nghiêm ngặt, họ mỉm cười với Hứa Mai và bắt đầu kiểm tra. Xin lỗi cô, chiếc thẻ này, người thu ngân trịnh trọng nói, nhưng trước khi cô ta kịp nói xong thì Hứa Mai đã trực tiếp cắt ngang. Có phải không có tiền đúng không? Tôi biết ngay mà, cô ta mới đi làm có nửa năm, làm sao có thể có được 200.000? Nếu đã không có tiền thì phiền các cô giúp tôi viết một bản xác nhận, chứng minh trong chiếc thẻ này không có tiền là được. Một nụ cười lạnh nhạt hiện trên khuôn mặt Hứa Mai, nhưng một tia đắc ý thoáng qua trong mắt cô ta. Hừm, Liễu Tuyết, để xem lần này cô lấp liếm thế nào. Lại dám nói trong thẻ này có 200.000, giờ kiểm tra lại không có tiền, đợi xem lát nữa cô giải thích thế nào. Chân mày Hứa Mai khẽ mở ra, cô ta thậm chí đã nghĩ đến việc lát nữa Liễu Tuyết sẽ xấu hổ như thế nào. Không phải, thưa cô, chúng tôi không biết rốt cuộc trong thẻ đen này có tiền hay không. Chỉ là chúng tôi không được phép kiểm tra thông tin của chiếc thẻ này. Hai nhân viên thu ngân nhìn Hứa Mai với vẻ mặt trịnh trọng. Chiếc thẻ đen này, ngay cả bọn họ cũng không có thẩm quyền kiểm tra, chỉ có thể lý giải một vấn đề. Đó chính là chủ nhân của chiếc thẻ đen này là một người mà họ căn bản không thể với tới. Ít nhất trong câu lạc bộ Silver Lake này, người đó chính là một sự tồn tại cao cấp, là người có thể nói chuyện được với sếp của họ là Trần Thế Hào. Người như vậy đâu phải là người họ có thể đắc tội được. Cái gì, lúc này Hứa Mai mới sửng sốt, vẻ mặt cô ta đầy khó hiểu, cô ta nhìn về phía hai nhân viên thu ngân, dường như cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề. Hứa Mai không thể tin vào những gì cô vừa nghe, họ không có quyền kiểm tra thẻ đen này, không có quyền hạn, Hứa Mai không phải người không biết gì, đương nhiên cô ta biết hàm ý của bốn chữ này, và cô ta cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, tấm thẻ đen này là của Liễu Tuyết thôi mà, làm sao thu ngân ở đây lại không có quyền kiểm tra? Có phải mấy người nhầm lẫn gì không? Chiếc thẻ này là của một người bạn học của tôi. Cô ta chỉ là một người bình thường, mới tốt nghiệp được nửa năm thôi. Hứa Mai không tin liền hỏi lại. Cô ta hy vọng những gì vừa rồi nghe thấy từ chỗ hai nhân viên thu ngân chỉ là sự nhầm lẫn trong công việc của họ, chứ tuyệt đối không phải lại nói thêm câu nữa là họ không có quyền hạn. Tuy nhiên, thường thì người ta càng lo lắng về điều gì đó thì chúng sẽ càng ập đến. Xin lỗi cô, chúng tôi không biết người bạn học đó của cô là ai. Nhưng chúng tôi thật sự không có thẩm quyền kiểm tra tấm thẻ đen này, mong cô thông cam. Giọng nói của hai nhân viên thu ngân rất rõ ràng, từng câu từng chữ lọt vào tai Hứa Mai. Chương 680, Kinh Hãi 1. Dầm. Hứa Mai chỉ cảm thấy đầu của mình như bị người ta đập mạnh vào, đột nhiên cảm thấy những thứ trước mắt hơi mơ hồ. Cô ta cảm thấy trời đất xung quanh đang nhẹ nhàng xoay chuyển, như thể giây tiếp theo cả bầu trời đều sẽ sụp đổ. Sao có thể như vậy chứ? Các cô có phải nhầm lẫn gì rồi không? Hứa Mai không tin, hét lớn với hai nhân viên thu ngân, trên gương mặt tỏ ra vẻ ghê gớm. Hứa Mai hoàn toàn không dám tin chuyện này, nếu nhân viên thu ngân nói với cô ta, trong thẻ đen này có 200.000 tệ, thì còn tốt hơn nhiều so với câu nói không quyền hạn. Dẫu sao,
200.000 tệ này cũng chỉ có thể chứng minh rằng Liễu Tuyết đã có cuộc gặp gỡ bất ngờ mà Hứa Mai cô ta không hề hay biết, hoặc đây là phần bồi thường mà Lý Minh Phong đưa cho Liễu Tuyết. Nhưng những người này nói bọn họ không có quyền hạn kiểm tra, vậy chuyện này đã không đơn giản như vậy rồi. Phải biết rằng, nơi này là câu lạc bộ Silver Lake, có biết bao người có quyền có thế thường xuyên lui tới. Tuy nhiên, rất ít khi nghe thấy có loại thẻ ngân hàng mà câu lạc bộ Silver Lake không có quyền kiểm tra. Bây giờ không dễ gì mới xuất hiện một lần, lại là Hứa Mai tự tay đưa tới. Thưa cô, chúng tôi quả thực không có quyền hạn kiểm tra, nếu như cô không tin có thể đi hỏi thử người bạn học kia của cô. Hứa Mai tỏ vẻ không muốn tiếp tục nói lý lẽ, sắc mặt hai nhân viên thu ngân cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Bọn họ là đại diện của câu lạc bộ Silver Lake, mặc dù nói phục vụ khách hàng, thái độ của bọn họ đối với khách hàng là vô cùng thân thiết. Nhưng khi đối mặt với một vài khách hàng không chịu nói lý lẽ, bọn họ cũng không thể tự nhiên làm mất đi thể diện và phong thái của câu lạc bộ Silver Lake. Có chuyện gì thế? Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Một người đàn ông chậm rãi bước đến, đôi mắt chỉ liếc nhìn gương mặt của Hứa Mai một lúc, sau đó nhìn hai nhân viên thu ngân, ánh mắt vô cùng sắc bén. Giám đốc Trịnh. Hai nhân viên thu ngân thấy người đàn ông đó, lập tức trở nên nghiêm túc hơn, dưới ánh mắt của giám đốc Trịnh. Hai người bọn họ cũng hơi sợ hãi. Sự chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày vẫn còn trên gương mặt, hai người nhanh chóng báo cáo lại một lượt chuyện đã xảy ra. Giám đốc Trịnh là người từng trải trong câu lạc bộ Silver Lake, lại là thân tín của ông chủ Trần Thế Hào, ở câu lạc bộ Silver Lake có thể nói là dưới một người trên vạn người. Bình thường khi Trần Thế Hào không ở đây, mọi chuyện lớn nhỏ của câu lạc bộ Silver Lake đều do giám đốc Trịnh xử lý. Nghe nhân viên thu ngân nói lại một lượt chuyện đã xảy ra, sắc mặt của giám đốc Trịnh tốt hơn một chút. Vừa nãy ông ở cách đó không xa nhìn thấy một cô gái la hét ở trước quầy thu ngân, còn cho rằng hai nhân viên thu ngân đã đắc tội với khách hàng, vì vậy mới đi tới xem thử. Nhưng bây giờ, ánh mắt của giám đốc Trịnh đã di chuyển từ trên mặt của hai nhân viên thu ngân, nhìn về phía Hứa Mai, vẻ mặt nghiêm trọng. Thưa cô, không biết cô còn có vấn đề gì không? Câu nói của giám đốc Trịnh rất đơn giản, cũng không có ý uy hiếp, nhưng lời nói ra giống như có một luồng khí thế vô hình trong nháy mắt đổ dồn về phía Hứa Mai khiến cô ta vô thức lùi hai bước. Đương nhiên có vấn đề rồi, tôi chẳng qua là tới đây nhờ các ông xem hộ trong thẻ đen này có bao nhiêu tiền, nhưng hai người bọn họ nói với tôi bọn họ không có quyền hạn, đây không phải là bắt nạt người khác sao? Câu nói của người đàn ông trước mặt đã dọa Hứa Mai sợ chết khiếp, sắc mặt cô ta tái mét, sau đó cảm thấy hết sức phẫn nộ. Ngọn lửa giận sôi sục trong lồng ngực. Không chỉ hai nhân viên thu ngân, mà dường như ai cũng đang chống lại cô ta, khiến cho Hứa Mai vô cùng khó chịu. Ha ha, không biết cô đây có thể đưa cho tôi xem tấm thẻ đen đó được không? Quyền hạn của hai nhân viên thu ngân này quả thực không đủ lớn, có lẽ tôi có thể giúp cô kiểm tra một chút. Giám đốc Trịnh không vì sự càn quấy của Hứa Mai mà muốn nhượng bộ, trái lại quyết định đích thân kiểm tra. Trong câu lạc bộ Silver Lake quả thực từng gặp một số thẻ ngân hàng nhân viên thu ngân không có quyền hạn kiểm tra, vì quyền hạn của nhân viên thu ngân có hạn, nhưng với thân phận của giám đốc Trịnh sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hừ, cầm đi. Nghe thấy giám đốc Trịnh nói như vậy, sắc mặt của Hứa Mai mới tốt lên một chút. Dẫu sao một người giám đốc, hơn nữa còn là giám đốc của câu lạc bộ Silver Lake, đích thân ông nói chuyện bằng vẻ mặt ôn hòa, Hứa Mai tự nhiên sẽ không quá tức giận. Ngược lại rất có khả năng sau khi rời đi Hứa Mai sẽ khoe khoang khắp nơi chuyện này. Giám đốc Trịnh cầm lấy thẻ đen, đặc biệt nhìn vào con số trên tấm thẻ, vẻ mặt sửng sốt. Hình thức của tấm thẻ đen này cho thấy đây là thẻ đen của ngân hàng thế giới, thậm chí trên toàn thế giới, số lượng phát hành không nhiều. Mỗi một người đặc biệt có tấm thẻ như vậy đều là những người quyền quý. Nhưng người có tấm thẻ đặc biệt trước mắt, giám đốc Trịnh nhìn thế nào cũng cảm thấy hết sức bình thường. Mặc dù cô ta nói tấm thẻ này là của bạn học cô ta, nhưng giám đốc Trịnh không suy nghĩ nhiều, dẫu sao đây cũng là chuyện riêng tư của người khác ông cũng không nên hỏi quá nhiều. Với chiếc thẻ đen như này giám đốc Trịnh có quyền hạn kiểm tra. Không do dự chần chừ, giám đốc Trịnh lập tức dùng quyền hạn của mình tra xem số dư của tấm thẻ đen. Nhưng sau khi nhìn thấy số dư trên tấm thẻ, sắc mặt giám đốc Trịnh lập tức sửng sốt, ánh mắt tỏ vẻ khó tin. Tấm thẻ đen của ngân hàng thế giới như thế này thấp nhất cũng cần có 50 triệu tệ. Nhưng mỗi người nắm giữ tấm thẻ đặc biệt này số tiền trong đó đều sẽ không chính xác chỉ có 50 triệu tệ. Mà lúc này tấm thẻ trước mặt giám đốc Trịnh, trên đó lại vừa đúng 50 triệu tệ.
50 triệu tệ, là thẻ của bạn Hứa Mai. Đột nhiên tất cả thông tin được tập hợp lại với nhau, sắc mặt giám đốc Trịnh đột nhiên thay đổi, dường như nghĩ tới điều gì đó. Nhìn thấy sắc mặt của giám đốc Trịnh thay đổi mấy lần, hai nhân viên thu ngân căng thẳng không dám thở mạnh, sợ rằng sẽ khiến cho giám đốc Trịnh không vui. Ngược lại Hứa Mai lúc này lại nhỏ tiếng thì thầm hỏi. Tình hình thế nào, không phải máy móc xảy ra vấn đề chứ? Hừ, tôi lại muốn xem thử tấm thẻ này rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Hứa Mai không cam tâm nghiêng thẳng người về phía trước kéo máy tính của Thu Ngân qua, lập tức nhìn lên trên máy tính, số dư thực tế của tấm thẻ đen. Đây sao có thể chứ? Không giống như Hứa Mai nghĩ trong thẻ đen này không có tiền, trái lại bên trong có tới 50 triệu tệ. Hứa Mai sợ mình nhìn nhầm, lại cố tình đếm lại. Một số 0, hai số 0, bảy số 0. Hứa Mai đếm rất rõ ràng, sau số 5 có liên tiếp 7 số 0. Đây là 50 triệu tệ. Hứa Mai kinh ngạc, cô ta không ngờ rằng, bên trong tấm thẻ mà Liễu Tuyết đưa cho cô ta lại có tới 50 triệu tệ. Đây nếu là 50.000 tệ, 500.000 tệ thậm chí là 5 triệu tệ, cũng sẽ không khiến Hứa Mai thất lễ như vậy. 50 triệu tệ là số tiền mà không ít người phấn đấu cả đời cũng không kiếm được. Người như Liễu Tuyết, Hứa Mai cũng không phải không quen biết. Liễu Tuyết sao có thể có nhiều tiền như vậy? Xin hỏi, người bạn học của cô, có phải cô Liễu Tuyết không? Giám đốc Trịnh liếc nhìn Hứa Mai, trịnh trọng hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.